chương 2720, bị nhốt thượng. Tiểu cô nương nói, nàng gọi hỏa phù dung, nàng nhìn kỳ vô danh đánh giá một hồi, ngươi trao đổi một bộ ra, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Ân, hiện tại ngươi hẳn có tư cách đánh với ta một trận, có điều, nhiều nhất trận một ngàn chiêu A. Nàng có vẻ tự tin trăm phần trăm, lăng hàn không khỏi bốc lên chiến ý, ra trước một bước nói. Vậy ta thì sao, hỏa phù dung nhìn về phía lăng hàn, con mắt không khỏi căng thẳng. Ta nhìn không thấu được ngươi." Nàng dừng một chút, "Ngươi rất mạnh, không phải mức độ quy tắc, mà là có sự kỳ diệu riêng." Trong lòng Lăng Hàn cả kinh, nữ tử này quả nhiên ghê gớm, có thể liếc mắt nhìn ra thể thuật của mình kỳ thực càng mạnh hơn. Đến chiến, tiểu cô nương cực kỳ bá đạo cùng quả đoán, lập tức ra tay công tới Lăng Hàn. Nàng vừa ra tay, Lăng Hàn liền có thể khẳng định, nàng thực sự là một chút cũng không có khuyết đại, sức chiến đấu quá khủng bố. Kỳ vô danh đã rất mạnh, nhưng sinh mệnh lũy thừa chỉ tiếp cận 4.900, không có vượt qua đường dây này. nhưng hỏa phù dung là tuyệt đối vượt qua, đủ để chống chọi hắn. thậm chí càng vượt qua một ít, phỏng chừng có khả năng đạt đến 4.950. lũy thừa tiến hóa của nữ tử này tuyệt đối vượt qua 11, đạt tới 12. lang hàn khiếp sợ, đây là thiên tài mạnh nhất hắn gặp qua, ngay cả hoài kiếm cũng không sánh được. thế nhưng tiến hóa lũy thừa là tiến hóa lũy thừa, nhưng kỳ ngộ nhất định là một chuyện khác. thể thuật của lang hàn phát huy đây chính là tiếp cận 5.000 điểm nhất thời để sức chiến đấu của hắn vượt lại. ô hỏa phù dung lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi rõ ràng không có tiến vào trạng thái thiên cấm, cũng không có dùng hồng ma thổ, tại sao sức chiến đấu có thể vô hạn tiếp cận tiên vương? ngươi đoàn a lang hàn cười nói, nữ nhân này quá nhỏ, để hắn làm sao cũng không cách nào xem là đối thủ. hắn đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là hậu nhân của thanh hỏa thiên tôn, đó là sư phụ ta. hỏa phù dung quát khẽ một tiếng, lông mày dựng thẳng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Sư phụ nàng một đời chưa gả, từ đâu tới hậu nhân, lăng hàn đây là dội nước bẩn cho một vị thiên tôn. Chẳng trách, nàng nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn như thế, hẳn là tu luyện một loại công pháp nào đó, mới sẽ nhìn qua tựa như chưa trưởng thành. Lăng hàn vùng quyền đẩy lui hỏa phù dung, cười nói. Nếu ngươi không tiến vào trạng thái thiên cấm là không phải đối thủ của ta. Mặc dù sinh mệnh lũy thừa của đối phương kỳ thực chỉ yếu hơn hắn mấy chục, nhưng chỉ cần đánh lâu, ưu thế của hắn sẽ tích lũy đến đến trình độ chiến thắng tự cho là đúng hỏa phù dung lộ ra nụ cười khinh thường có điều ngươi nói không sai ta cần chăm chú một ít oanh toàn thân nàng dựng lên ngọn lửa màu xanh đáng sợ không tên ngọn lửa màu xanh bốc lên khí thế của hỏa phù dung thẳng tắp tăng vọt càng lướt qua cấp độ tiên vương sao có thể có chuyện đó sức chiến đấu là sức chiến đấu có thể vượt qua cảnh giới nhưng hiện tại hỏa phù dung không phải sức chiến đấu vượt qua tiên vương mà là sinh mệnh lũy thừa phá 5.000 điểm. Phải biết, bất kể là thiên cấm hay hồng ma thổ, cũng chỉ có thể để sinh mệnh lũy thừa của võ giả vô hạn tiếp cận tiên vương. Hiện tại sinh mệnh lũy thừa của hỏa phù dung tuyệt đối vượt qua 5.000 điểm, nói cách khác, hiện tại nàng nhất định là một vị tiên vương. Có thể làm cho đông phương rể cùng huyền vinh kính nể, càng đánh bại một đời trước của kỳ vô danh, nữ tử này tự nhiên có chỗ kinh người. Chỉ là, quá kinh người, hỏa phù dung được xưng thiên tài mạnh nhất phản cổ, nếu không phải vì tranh cướp tiên chủng hoàn mỹ, nói không chắc nàng đã trở thành thiên tôn. Đông Phương Duệ nói, khó nén ước ao trong lòng, Huyền Vinh cũng gật đầu, Thanh Hỏa Đại Nhân kỳ vọng rất lớn với nàng, hy vọng nàng có thể bước vào nhị bộ thiên tôn. Thời đại hai người sinh ra đều muộn hơn Hỏa Phù Dung, bởi vậy bọn họ đều nghe nói qua truyền kỳ của Hỏa Phù Dung, ngay cả hai vị thiên tôn phong tình, cửu ngũ cũng chính mồm nói, tiểu bối của bọn họ không bằng Hỏa Phù Dung năm đó. Nếu như đổi thành người khác nói như vậy, bọn họ tự nhiên không phục, nhưng hai vị thiên tôn chính mồm bình, bọn họ tự nhiên chỉ có phần tín phục. Tư chất của hỏa phù dung, vạn cổ vô song, có thể coi là đệ nhất thiên hạ. Tiểu tử, thời điểm ta tung hoành thiên hạ, người còn không biết ở nơi nào. Hỏa phù dung như viêm vương, cả người bốc cháy ngọn lửa màu xanh, nhưng nàng không hư không hủy, mà ngọn lửa này để lang hàn có cảm giác không muốn đụng vào. Thật đáng sợ, hỏa diễm bản nguyên, lang hàn suy đoán nói, bởi vì hắn đã từng có qua hỏa diễm bản nguyên, chỉ là bước vào tiên phủ, hắn từ bỏ chín đạo thiên địa bản nguyên, hiện tại gần như sắp trở thành tiên vương rồi. Có điều, thiên địa bản nguyên nguyên bản ở cấp độ tiên vương, bởi vậy chín đạo thiên địa bản nguyên không cần lên tiên lộ, tu vi vừa đến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Không sai, Hỏa Phù Dung đưa tay phải ra, da rẻ trắng đến gần như trong suốt, thực sự là đúc từ ngọc, lòng bàn tay của nàng xuất hiện một con thỏ, nhỏ đến đáng thương, ở trong lòng bàn tay của nàng nhảy lên. Con thỏ này hoàn toàn là do ngọn lửa hình thành, lộ ra vô cùng linh tính cùng uy năng. Nàng tư chất vô song, lúc trước du lịch thiên hạ, thiên địa bản nguyên cũng chủ động nhận chủ, làm cho nàng dễ như ăn bánh liền đạt thành chín phân hồn, mà nàng cũng là người có nghị lực lớn, thời điểm đột phá tiên phủ đồng dạng từ bỏ thiên địa bản nguyên. Nhưng sau đó, lại có một đạo thiên địa bản nguyên gần như đại thành chủ động quy thuận nàng, chính là vô cực thanh phượng diễm này. Vậy đến đánh đi, Lang Hàn nói, công kích về phía hỏa phù dung hỏa phù dung tiện tay phản kích, hiện tại sức chiến đấu của nàng cực kỳ khủng bố, giờ tay nhấc chân cũng có thể làm cho thiên địa đổ nát, sinh mệnh lũy thừa phỏng chừng đạt đến năm ngàn mốt. Lăng Hàn đánh rất vất vả, nhưng hắn không sợ, sức chiến đấu của hỏa phù dung xác thực ở trên hắn, nhưng thể phách của hắn mạnh mẽ đến kỳ cục, so sánh ưu thế của song phương, kỳ thực vẫn là gần như không có ai càng chiếm tiện nghi. Chiến đến một ngàn chiêu, hỏa phù dung chủ động ngưng chiến, nàng khoát tay áo một cá ơ nói. Ngươi rất tốt, Ngươi cũng rất mạnh, Lang Hàn gật đầu, hiện tại hạn chế quá lớn, chờ đột phá tiên vương lại tái chiến. Nàng nói, chương 2721, bị nhốt hạ. Lang Hàn đồng ý, bọn họ không có đột phá tiên vương, tuy có các loại biện pháp để sức chiến đấu phóng qua tầng thứ này, nhưng chung quy chịu đến hạn chế rất lớn. Kỷ vô danh cũng chiến ý hừng hực, lúc trước hắn hoàn toàn không phải đối thủ của hỏa phù dung, chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ 100 chiêu, nhưng cái này đã là lúc trước sau đó hắn thành thiên vương tầng 9 mạnh nhất, điểm ấy đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Nhưng hỏa phù dung càng mạnh hơn, nàng thậm chí ở lúc trước có tư cách thành thiên tôn, chỉ vì lý tưởng càng to lớn hơn, muốn trong tương lai trở thành nhị bộ thiên tôn, lúc này mới phong ấn mấy kỷ nguyên. Đối thủ như vậy ngẫm lại liền để thân thể hắn run rẩy, không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Người như Lăng Hàn, kỷ vô danh, tuyệt đối là đối thủ càng mạnh liền càng hưng phấn, cái gì ủ rũ, chán trường, loại tâm tình tiêu cực này với bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Hỏa Phù Dung ngồi xuống, nghe mọi người nói tình huống trên đảo cùng với suy đoán của bọn họ, mà Hỏa Phù Dung nghe nghe liền rời ánh mắt về phía tiểu khùng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đi cướp. Chúng ta liên thủ, độ khả thi sông ra thủy đằng phong tỏa lớn bao nhiêu? Già Lan nói, 10 phần, Đông Phương Duệ tràn đầy tự tin nói, nhưng Lăng Hàn ngưng mày, kỳ thực bọn họ hiểu rõ thủy đằng quá ít ỏi, ngay cả số lượng cụ thể là bao nhiêu cũng không rõ ràng, vạn nhất mấy chữ này hết sức kinh người, tỷ như một ngàn, năm ngàn thậm chí mười vạn thì sao? Tình huống của kẻ địch cũng không biết, tại sao nói chắc chắn. Đương nhiên, thực lực của bọn họ xác thực mạnh mẽ, liên thủ lại phỏng chừng có thể đối kháng hết thầy thăng nguyên cảnh khác liên thủ. Nếu không, thử một lần xem, thích thiện tử đề nghị, tuy đội ngũ của bọn họ có mâu thuẫn bên trong rất lớn, nhưng hiện tại có cùng chung mục tiêu, muốn vượt qua biển rộng, bởi vậy, có cơ sở liên thủ. Vậy thì thử xem. Tất cả mọi người gật đầu, đi tới cạnh biển, sau đó có người ném ra một bộ thi thể tiên thú làm thuyền, mọi người từng cái nhảy lên, tiện tay đẩy trưởng, chiếc thuyền này lập tức bay đi. Chỉ một hồi, ám sóng phun trào, những thủy đằng kia lại muốn phá hoại thuyền của chúng ta. Bọn họ đều nói, mỗi hai người làm một tổ, tận lực kéo dài, những người khác thì nghỉ ngơi, mỗi cách nửa giờ thay phiên. Hỏa phù dung thu hồi ánh mắt khỏi người tiểu khủng, làm ra sắp xếp. Mọi người cũng không có ý kiến, trung quy phải có người chỉ huy, mà hỏa phù dung xác thực thực lực mạnh nhất, có thể chấn được hậu nhân của phong tình, cửu ngũ thiên tôn, lại cùng bên lăng hàn không có xung đột trực tiếp gì, làm chỉ huy là thích hợp nhất. Tổ thứ nhất là thích thiện tử cùng già lan, hai người vào nước, rất nhanh có thể cảm ứng được dưới nước đang tiến hành kịch chiến, nhưng chỉ một hồi, mọi người liền thu được hai người này thần thức truyền âm, cần trợ giúp. Số lượng thủy đằng, càng nhiều đến 300, tất cả mọi người sợ hết hồn, sức chiến đấu của những thủy đằng này không tính quá mạnh, Nước biển áp lực mới là đáng sợ nhất, cho dù lấy thể phách của Lăng Hàn cũng không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Ở trong biển tác chiến, bọn họ quá chịu thiệt, 300 thủy đăng, cái này cực kỳ khủng bố, ngay cả Hỏa Phù Dung cũng không khỏi cau mày, trừ khi nàng chân chính bước vào tiên vương, bằng không tuyệt đối không có cách nào ở trong biển rộng này đối kháng 300 thủy đăng. Làm sao sẽ nhiều như thế? Không được, còn có càng nhiều thủy đăng kéo tới. Rất nhanh lại có tin tức càng tệ hơn truyền đến, bọn họ vội vã trèo một lần nữa trở lại bờ, chỉ thấy trong biển rộng, mấy trăm cây thủy đằng dồn dập thò đầu ra, thật giống như đánh chúng han rắn, lít nha lít nhít, khiếp người không nói ra được. Thật không sai rồi, hiện tại có thể khẳng định, bọn nó là cố ý đuổi chúng ta tới hòn đảo này, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể đi tới nơi này. Nếu như những thủy đằng này rất sớm liền xuất hiện toàn bộ, vậy mọi người chỉ có một con đường có thể đi, kia nhất định là bị ép đột phá, thành tựu tiên vương. Bọn chúng đến cùng có tính toán gì? Tất cả mọi người không nghĩ ra, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Đám người lăng hàn đều bị vây ở trên đảo, có mấy trăm thủy đằng phong tỏa đường, bọn họ căn bản không thể phá vòng vây. Bọn họ từng thử phân công nhau hành động, lại phát hiện số lượng thủy đằng nhiều đến giận sôi. Mỗi một phương hướng đều có mấy trăm con đang chờ, nói rõ các người tuyệt đối đừng nghĩ rời đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tất cả mọi người cao mày, bọn họ không có thời gian hao tổn nữa, không nói nơi này chỉ có thể ở 10.000 năm, then chốt là còn có một viên tiên chủng hoàn mỹ, dính đến đột phá thiên tôn, thậm chí đạt đến vài bộ thiên tôn. Không người nào nguyện ý đột phá tiên vương, hy sinh mình đi tác thành người khác, không đến bước cuối cùng, tự nhiên mỗi người đều sẽ không cam lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên đảo không còn người lại đây, tựa hồ đúng là đến chỉ là đế tinh. Ồ, gần như sau một tháng, mọi người đồng thời ngẩn ra. Các người nghe thấy được không? Đông Phương Duệ hỏi, Huyền Vinh gật đầu, một luồng hương vị không cách nào hình dung. Trong hương vị còn có mảnh vỡ tiên trùng, tuy chỉ là một ít mảnh vỡ, nhưng căn cứ ta phán đoán, tiên trùng này cấp độ cao đến kinh người. Thích thiện tử cũng nói, trong thức hải của bọn họ đều có lạc ấn tiên trùng hoàn chỉnh, muốn tiến hành phán đoán khá là đơn giản. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nơi này có một cây tiên thụ, một cây tiên thụ, xúc tích ra một viên tiên trùng hoàn chỉnh, cấp độ cao đến kinh người. Lẽ nào, thủy đằng vây chúng ta ở chỗ này, chính là vì để chúng ta thu được tiên trùng. Già Lan ra một kết luận không thể tin tưởng, chuyện này, khả năng sao, nhu yêu nữ trầm ngâm, tiên trùng sắp thành thục, vì lẽ đó những thủy đằng này bước chúng ta đến nơi này, để chúng ta thu được cơ duyên. Nếu không, tiên trùng thành thục cũng lãng phí, cái này không hợp đạo của thiên địa. Đông Phương giật gật đầu, hiển lộ ra tự tin tuyệt đối. Nhất định là như vậy, thủy đằng trước đuổi bọn họ tới đây, hiện tại lại vây mà không công, nguyên bản còn không biết tại sao, làm sao cũng không nghĩ ra, nhưng hiện tại có thể giải thích rồi. Đây là cơ duyên thiên địa ban cho bọn họ, tại sao chỉ có đế tinh mới sẽ tới nơi này, bởi vì dư tử tầm thường, làm sao xứng đáng được tiên chủng cấp cao như thế. chương 2722, Hương Quả, sẽ không phải là tiên chủng hoàn mỹ chứ? Huyền Vinh đột nhiên nói, trái tim nhảy oành oành oành, dù hắn là hậu nhân của thiên tôn cũng không nhịn được động ý tham lam. Tiên chủng này, là then chốt dính đến bọn họ có thể đột phá thiên tôn hay không, bằng không trong lịch sử lại không phải không có đế tinh nhưng thành tựu thiên tôn mới mấy cái đây là cơ duyên nhất định phải nắm lấy mặc kệ như thế nào tìm xem xem hỏa phù dung nói mọi người nghe hương mà động tìm kiếm khởi nguồn bọn họ khắp núi mà đi rất nhanh phát hiện một sơn động độ sâu không biết bao nhiêu đen thùi không có một chút ánh sáng lấy thị lực của bọn họ cũng không cách nào xuyên thấu thần thức cũng không được bên trong cực kỳ đặc thù thật giống như có thể hấp thu tất cả có vào không ra Vũ Hoàng nghiêm nghị nói, lang Hàn trầm ngâm, chỉ sợ chúng ta cũng có vào không ra, nơi này quá quỷ dị, tùy thuyết pháp thượng thiên ban xuống cơ duyên cũng có chút đạo lý, nhưng những thủy đằng kia quá tà, hắn không tin đây là một cơ duyên lớn. Có thể phải, nhưng nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm." Quỷ nhát gan, Đông Phương Duệ cười nhạo nói, "Vũ Hoàng trừng mắt lên, ngươi muốn ăn đòn sao?" Lúc này Đông Phương Duệ muốn bạo phát, nhưng nhìn khuôn mặt không vui của nữ hoàng cùng hổ nữ, mà lang Hàn tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng ai biết hắn lúc nào sẽ ra tay. Hắn so sánh lực lượng một chút, thật muốn đánh nhau, người nhất định sẽ giúp hắn chỉ có huyền vinh, mà bên lăng hàn thì có bốn. Chỉ tính đế tinh, so sánh thực lực đặc biệt cách xa. Không thể đánh, trừ khi hắn hoặc là huyền vinh sẵn lòng đột phá tiên vương. Cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, hắn tự nhiên không thể thả xuống được. Quên đi, nhẫn, hắn cúi đầu, chỉ làm như không nghe thấy. Không trêu chọc nổi thì không nên chọc, ngu ngốc. Lăng Hàn nói, âm thanh còn rất lớn. Đông Phương Duệ suýt chút nữa nổi giận, lúc trước hắn quét ngang cùng cấp, được xưng vô địch dưới tiên vương, thậm chí dùng tới thiên cấm, ngay cả tiên vương tầng một cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một hồi, khí phách cỡ nào. Hơn nữa, hắn còn có một lão tử thiên tôn, ngay cả tiên vương tầng chín thấy hắn cũng sẽ cực kỳ khách khí, chưa từng bị người ở ngay trước mặt mắng chửi qua như vậy. Những người khác nhìn lẫn nhau, cũng không có lên tiếng. Đạt đến độ cao như bọn họ, đều xem thường nguyện dùng ngoại lực, gặp phải vấn đề gì tự nhiên là tự mình giải quyết, Đông Phương Duệ tự mình gây sự, hiện tại lại tự mình kinh sợ, ai cũng sẽ không đi đồng tình. Hỏa phù dung thiếu kiên nhẫn nói, đi mau, nàng đi trước tiên, lấy thực lực siêu cao của nàng, dù trong động có một vị tiên vương tầng hai phục kích, nàng cũng có thể trốn ra. Mọi người nối đuôi nhau mà đi, đoàn người Lăng Hàn đương nhiên cùng một chỗ, do Lăng Hàn đi ở trước nhất, Vũ Hoàng cuối cùng. Có điều, phía sau Vũ Hoàng là thích thiện tử, lại sau là kỳ vô danh, coi như tăng thêm một tầng bảo hiểm. Kỷ vô danh để thích thiện tử đi ở phía trước, cũng là có dụng ý bảo vệ đồ tôn cách thế này, như vậy phía trước là lăng hàn, phía sau là hắn, độ khả thi có thể đột phá đạo phòng tuyến này là vô hạn tiếp cận số 0. Đi chưa đi được mấy bước, trước mắt của bọn họ chỉ còn dư lại một vùng tâm tối, tầm nhìn không đủ một trường, mà phạm vi thần thức có thể chạm đến cũng lớn như vậy, đi lên trước nữa, thần thức sẽ bị hấp thu, cái gì cũng không cảm ứng được. Cũng còn tốt, có hương quả chỉ dẫn, hơn nữa nơi này chỉ có một con đường, không cần sợ đi nhầm. Nhưng mà, mới đi một lúc, phía trước lại lập tức xuất hiện ba lối rẽ. Oanh, trong tay của hỏa phù dung lập tức sáng lên một ngọn lửa màu xanh, dọi sáng phụ cận chỉ ít 10 trường. Đây là thiên địa bản nguyên chi hỏa, thậm chí đã là tồn tại cấp tiên vương, uy lực tự nhiên bất phàm. Ba cửa động nhìn qua đều không khác mấy, kỳ thực, dù khác biệt rất lớn thì đã làm sao, bọn họ căn bản là không biết đường. Lại người một hồi, nhưng trong ba động đều có mùi thơm truyền ra, hơn nữa còn không khác mấy, cái này nên làm sao lựa chọn. Tất cả mọi người nhíu mày, nơi này thần thức không thể tìm đến quá xa, bằng không lấy thần thức làm tua vòi, liền có thể sớm cảm ứng một hồi. Vậy thì phân công nhau đi đi, Đông Phương Duệ lập tức nói, hắn vốn không muốn cùng Lăng Hàn chung một chỗ, mà nghĩ tới đây khả năng có một viên tiên chủng hoàn mỹ, thì càng thêm không muốn đồng hành cùng người khác, đến thời điểm đó nhất định phải vì tiên chủng mà xảy ra chiến đấu. Nói thật, thực lực của hắn không chiếm ưu thế vì lẽ đó phân công nhau hành động dưới cái nhìn của hắn là lựa chọn tốt nhất mọi người nhìn lẫn nhau dồn dập gật đầu người đều ích kỷ nếu như tiên chủng hoàn hảo chỉ có một viên ai không muốn mình đạt được vậy thì ai đi đường nấy huyền vinh đi trước tiên hắn chọn đường ngoài cùng bên trái hỏa phù dung thì chọn con đường chính giữa già lan do dự một chút cũng lựa chọn con đường này cũng không biết có phải đều là nữ giới nàng cảm thấy theo đối phương đi càng tốt hơn không mọi người từng cái làm ra lựa chọn nhưng vẫn phân bang tỷ như thích thiện tử đi cùng kỳ vô danh bốn người lăng hàn lại thêm vũ hoàng là một tổ khác bọn họ phân ba đường đi tới lại đi được một hồi thì dừng bước lần thứ hai phía trước lại xuất hiện lối rẽ lần này không phải ba cái mà chia ra làm năm cái bảy cái cùng tám cái lăng hàn lập tức nhíu mày đây là một mê cung có nên lui về hay không nhu yêu nữ hỏi mới lối rẽ thứ hai mà thôi trước mặt bọn họ liền xuất hiện bảy ngã ba coi như hoàn toàn chia ra cũng không đủ đi hết. Mà có thể tưởng tượng, chờ sau đó khẳng định còn có thể có lối rẽ mới, lại nên lựa chọn làm sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, không lùi, liền tuyển một con đường đi, bọn họ có nhiều thời gian, cũng có thể ở đây thăm dò một trận, mà lấy khả năng ghi nhớ của bọn họ, coi như lối rẽ nhiều nữa cũng không sao, hoàn toàn có thể đi trở về được. Vũ Hoàng nói, ta một mình đi một đường, hắn không phải là đối tượng cần người chăm sóc, mà là đế tinh. Lăng Hàn đối với thực lực của vị nhị ca này tự nhiên yên tâm, gật gù. Nhị ca cẩn thận, các ngươi cũng vậy, Vũ Hoàng chọn đường ngoài cùng bên trái. Bọn người Lăng Hàn thì đi cuối cùng bên phải, nếu lại ngộ lối rẽ, vẫn sẽ chọn lựa như vậy, như vậy một ngày nào đó bọn họ sẽ lần thứ hai chạm chán. chương 2723 con dẹp, năm người phân công nhau mà đi, bốn người Lăng Hàn đi một trận, quả nhiên, trước mặt lại có lối rẽ. Ghét nhất là mê cung, chơi không vui. Hổ nữ bĩu môi, có vẻ cực kỳ không vui. Lăng Hàn vừa định nói chuyện, nhưng lập tức đưa tay vẫy một cái. Có động tính, ba nữ đều làm ra chuẩn bị nghênh chiến, mà tiểu khủng cũng nghe răng, thái lộ hung ác. Đùng, 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 phía trước quả nhiên có thanh âm rất nhỏ truyền đến, chỉ một lúc sau, bọn họ liền nhìn thấy một vật cỡ trâu nước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mới nhìn, Lăng Hàn còn nghĩ mình lại đi tới dị vực, quái vật khổng lồ này cực kỳ giống sâu, cả người che một tầng giáp xác mà bốn phía giáp xác che kín lông tơ, phía dưới mọc đầy cái chân nhỏ nhỏ. Đúng, là mọc đầy, không giống như rết trăm chân, mà như cỏ dại, tranh nhau chen lấn mà từ trên người mọc ra, lít nha lít nhít, nhìn sẽ làm người cảm thấy buồn nôn. Đây là sâu gì, cũng quá xấu đi. Lăng Hàn không có phát hiện con sâu này có mắt, cũng đúng, nếu như thường ngày sinh hoạt ở nơi như thế này, vậy con mắt có ích lợi gì đây? Tuy tiểu khủng không có lông, nhưng da rẻ giống như khôi giáp căng ra đến mức chăm chú, cho thấy trạng thái xuất sắng cực độ. Con sâu này hẳn rất bất phàm, bằng không không thể để tiểu khủng có phản ứng như thế. Lăng Hàn giật động thần thức, muốn giao lưu với con sâu này một hồi, cho dù ngôn ngữ không thông cũng không ảnh hưởng thần thức giao lưu. Thế nhưng, khi thần thức của hắn đụng qua, chỉ cảm thấy con sâu này truyền tới tất cả đều là hỗn loạn cùng mơ hồ, căn bản không thể giao lưu. Ngang, sâu phát ra công kích, nó há miệng, một làn sóng trùng kích lập tức rung động mà tới. Bốn người Lăng Hàn nhất thời có loại đau nhức khó chịu màng tai, thật giống như bị xé rách. Đốt, Lăng Hàn lớn tiếng quát, quy tắc đánh ra, hóa thành từng lưỡi dao sắc, vạch về phía sóng trùng kích, soạt soạt soạt, mấy lần mà thôi, liền cắt vụn sóng trùng kích. Sâu lại há mồm, ngang, tiếng gầm đáng sợ lại cuốn qua, hóa thành từng lưỡi dao sắc, vót về phía bốn người Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, thứ này lại còn biết ăn trộm, hắn hóa âm thanh thành binh khí, con dẹp này liền lập tức học theo răm rắc, Nữ hoàng đẩy hổ nữ một cái, tiến lên, nàng ngược lại không phải khiếp chiến, mà là con sâu này quá ghê tởm, không hợp thân phận cao quý của nàng. Hổ nữ tức giận đến kêu to hoa hoa, nữ mới không lên, nàng ngược lại đẩy nữ hoàng, nhu yêu nữ chỉ có phần im lặng, cái này y hệt hai vị nương nương trong hậu cung của Lăng Hàn, đều là ngươi tranh ta đấu, làm sao cũng dừng không được. Lăng Hàn cũng lắc đầu, thân hình đập ra, giết tới con sâu. Oanh oanh oanh, hắn vùng quyền liền oanh, một quyền so với một quyền lực lớn, đập đến con sâu này chỉ có liên tục bại lui. Chúng liền 17 quyền, sâu không lui nữa, như là tựa như choáng váng, nhưng chỉ một lúc sau, đùng, nó từ nội bộ vỡ tan, nhất thời có chất lỏng màu xanh lục tung tóe, vẩy đến đầy đất. Thật hôi, bốn người đồng thời che mũi, con sâu này nhất định là từ trong hố phân bò ra, huyết dịch tràn ngập tanh tuổi Bọn họ căn bản không muốn lại đi nghiên cứu thi thể của con sâu này, vội vã gia tăng bước chân, nhanh chóng thông qua. Nhưng khi bọn họ đi qua một lúc, tiếng bước chân sắt 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 lại nổi lên, chỉ thấy từ phía sau leo qua chỉ ít ba con sâu, lập tức ăn lấy thi thể cùng huyết dịch trên đất, một lát sau, lại có bốn con sâu chạy tới, triển khai cướp ăn. Bốn người lăng hàn đương nhiên không biết những cái này, bọn họ đi nhanh một lúc, cho đến khi ngửi không thấy mùi thối kia, lúc này mới như chút được gánh nặng, trong mỗi lần thứ hai chuyển đến hương quả. Tiên quả này đến cùng cách chúng ta bao xa, bốn người đều kỳ quái, nghe độ nồng nặc, tin tưởng tiên quả này phải ở không xa, nhưng vì cái gì vẫn không có gặp phải. Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên, lại tới nữa rồi, lang Hàn nói, quả nhiên, chỉ hai ba tức, phía trước đồng thời xuất hiện hai con sâu, lớn như châu hoang. Lang Hàn không nói hai lời, trực tiếp xông lên, oanh oanh oanh, tương tự mười mấy quyền giải quyết vấn đề. Lúc này hắn học ngoan, oanh chết một cái liền lập tức thu trùng thi vào trong không gian thần khí, miễn cho gieo vạ mũi của bọn họ. Nhưng mà, đồ vật trong cơ thể con sâu này thực sự là quá thối, coi như chỉ có tí tẹo bại lộ ở trong không khí, coi như chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, cái mùi này cũng đậm đến khiến người ta không chịu được. then chốt là, con sâu này số lượng kinh người, mới đầu chỉ là từ phía trước giết tới, sau đó từ phía sau giết lên, mà lối dễ càng vô tận, đến hiện tại bọn họ đã gặp phải 379 con. Bốn người mặt đều tái rồi, phải biết bọn họ đều là chuẩn tiên vương, tuy bị hun đến khó chịu như vậy, đủ để chứng minh những sâu này thối cỡ nào. Chúng ta không cần tiên chủng nữa a à. hổ nữ muốn đánh chống lui quân, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó, sắp muốn nhéo ra nước rồi. Lăng Hàn nói, lui ra, chúng ta chỉ có thể bị nhốt, nhưng ở nơi này, chúng ta có thể tìm được biện pháp rời đi. Hổ nữ ngẫm lại, Lăng Hàn nói không sai, không thể làm gì khác hơn là che mũi nhỏ nhìn. Lại đi tới một hồi, bọn họ phát hiện số lượng sâu đang tăng vọt. Kỳ thực thực lực đám sâu này rất mạnh, sinh mệnh lũy thừa phải có 4.700 so với đại bộ phận chuẩn tiên vương còn cường đại hơn chỉ là bọn chúng đối mặt lăng hàn thể thuật sắp muốn đạt đến cấp tiên vương tự nhiên hai ba lần sẽ bị đánh bạo nhưng bọn chúng thực sự quá thối hơn nữa cái mùi thối này còn có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ hiện tại bốn người lăng hàn đều cảm thấy trên người thật giống như dính vào mùi thối bất kể đi đến nơi nào trong lỗ mũi cũng có thể nghe thấy được mùi hôi thối lái đi không được nếu không phải còn có thể nghe được hương thơm tiên quả bọn họ nhất định sẽ không nhịn được lại tới nữa rồi mới vừa giết xong một nhóm, vẫn chưa đi bao xa, phía trước lại có tiếng bước chân truyền tới. Lăng Hàn không muốn lại dùng nắm đấm, dùng lực lượng quy tắc che chắn như thế nào đi nữa, vẫn sẽ dính vào mùi thối. Bởi vậy, hắn lấy ra tiên ma kiếm, một bóng người hiện lên, soạt, Lăng Hàn giật động tiên ma kiếm chém qua. Keng, không nghĩ tới thân ảnh này cũng đánh ra một ánh sáng, ngay cả hắc ám cũng không cách nào che lấp. Hai tia sáng đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ ra sóng trùng kích khủng bố, oanh, bóng người kia lập tức bị chấn lùi, mang theo kiếm cùng một chỗ, đụng vào trên vách động phía sau, lại gãy trở về. Là ngươi, chương 2724, nhiều kinh ngạc. Bóng người kia phát ra âm thanh, trách mắng Lăng Hàn. Kỳ thực nhìn thấy bóng người kia cũng đánh ra kiếm quang, Lăng Hàn liền biết đối phương không phải sâu, mà là một người. Áng sáng kia tự nhiên chính là tiên binh, vì lẽ đó hắc ám của nơi này cũng không cách nào che lấp, nhưng cũng bởi vì thấy rõ đối phương là ai, Lăng Hàn mới không có thu tay lại, vẫn chém xuống một kiếm. Đối phương là Đông Phương Duệ, đáng tiếc a, à, trong nháy mắt đối phương liền tiến vào trạng thái thiên cấm, phát huy ra sức chiến đấu cấp tiên vương, bằng không một kiếm này có thể chém hắn xuống. Lăng Hàn không khỏi thầm nói, loại đối thủ này hiện tại chỉ có dùng phương thức đánh bất ngờ mới có thể giết chết, bằng không hoặc là tiến vào trạng thái thiên cấm, hoặc là đột phá tiên vương, có song trọng bảo vệ. Đông Phương Duệ lau đi máu tươi ở khóe miệng, vừa nãy nếu hắn không có đúng lúc tiến vào trạng thái thiên cấm, hiện tại khẳng định đã bị chém thành thi thể mà cái này vẫn thoáng chậm chút để hắn bị thương nhẹ từ nhỏ đến lớn hắn căn bản không có bị ai bắt nạt qua hiện tại ở trong tay lăng hàn liên tục chịu thiệt để hắn phẫn nộ há là người a ta còn tưởng rằng là con dẹp dù sao dung mạo của các ngươi quá giống lăng hàn cười nói đông phương duệ tức điên người chém ta một kiếm suýt chút nữa chém chết ta hiện tại lại còn muốn trêu chọc ta đáng chết cả người hắn run rẩy nhưng nửa câu cũng không có nói, mà xoay người rời đi. Hắn thầm thề, chờ sau khi thành tựu tiên vương, nhất định phải chém giết Lăng Hàn. Không, chém giết hoàn toàn không đủ để giải hận, hắn phải bầm Lăng Hàn thành vạn đoạn. Lăng Hàn cũng không truy kích, không cần thiết lãng phí sức lực. Đây thực sự là một mê cung, nữ hoàng nói, lông mày nhíu lại. Lăng Hàn gật đầu, đông phương duệ lại từ phía trước đi tới, vậy thì nói rõ vấn đề. Chỉ là, tại sao bọn họ sẽ cảm giác càng ngày càng tiếp cận tiên trùng nhỉ? Mùi thơm đang trở nên càng ngày càng dày đặc, nói rõ bọn họ đang đến gần mục tiêu, Đông Phương Duệ hiển nhiên cũng như thế, bọn họ gặp gỡ liền trở nên quỷ dị. Cái đảo này quỷ dị, nơi này cũng giống như thế. Lăng Hàn nói, còn có những con dẹp kia, hổ nữ bổ sung, khuôn mặt nhỏ của nàng nhân thành một đoàn, thối như thế, cực kỳ ảnh hưởng khẩu vị của nàng, ngay cả ăn thịt cũng không muốn, quá đáng ghét. Còn đi tới sao, nhu yêu nữ hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta lùi tới lối dễ trước, đổi một cái thử xem. Bọn họ vừa mới chuyển thân, lại nghe tiếng động nhỏ bé chuyển đến, liền dồn dập ngừng lại. Lại muốn chiến đấu, chỉ một lúc sau, sâu xuất hiện, bởi vì Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, kiếm mang đủ để diệu chiếu khu vực 10 trượng ở phụ cận, có thể thấy rất rõ ràng. Một, hai, ba, chỉ ít hơn trăm con sâu lao lên, để ra mặt của đám người Lăng Hàn co giật. Trước đó bọn họ nhiều nhất chỉ đồng thời gặp phải 17 con sâu, nhưng dù như vậy, vẫn giết đến mùi hôi ngút trời để bọn họ muốn buồn nôn, hiện tại xuất hiện hơn trăm con sâu, vậy phải giết đến hôi không nói nổi cỡ nào. Nhưng mà, những con sâu này không có vừa lên liền triển khai điên cuồng tấn công, mà chật tự bò sát, sau đó tách ra, thật giống như hộ vệ mở đường. Rất nhanh một quái vật khổng lồ xuất hiện, cái này vẫn là con sâu, nhưng trên đầu mọc ra một cái sừng to lớn, màu xám cho, cao đại khái khoảng ba trượng, thân thể tròn trịa nhúc nhích, phía dưới không chân, mà là có vài con sâu cùng một chỗ dơ lên đây là cái gì, trùng mẫu sao? Lăng Hàn không dám khinh thường, cẩn thận đề phòng. Sâu lớn nhìn chằm chằm bốn người Lăng Hàn, bắn ra, trên sừng của nó lại có chớp giật đan dệt, sau đó dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh lôi đình đáng sợ, mãnh liệt mà tới. Hừ, nữ hoàng ra tay, chỉ tay vẽ ra, lực lượng quy tắc mãnh liệt. Oanh, đòn đánh này oanh qua, song phương liều mạng kẻ tám lạng người nửa cân. Lăng Hàn hơi nhướng mày, sinh mệnh lũy thừa của nữ hoàng đạt đến 4 tám cái này nói rõ sinh mệnh lũy thừa của sâu lớn cũng gần như là cấp số này cực kỳ kinh người nếu như đây là trùng vương vậy nơi đây chỉ có một con vậy ngược lại cũng quên đi mà nếu như nó chỉ là cấp bậc tướng lĩnh vậy liền đáng sợ còn có càng mạnh hơn lăng hàn giao tiên ma kiếm cho nữ hoàng nữ hoàng vung kiếm chém sức chiến đấu toàn mở từng đạo từng đạo kiếm khí cắt qua từng con sâu chỉ cần bị ảnh hưởng đến lập tức bị chém vụn tiên ma kiếm vốn là đại sát khí lại thêm sinh mệnh lũy thừa của nữ hoàng cao tới 4008, lực phá hoại tự nhiên kinh người. Ở dưới gia trì của tiên ma kiếm, ngay cả con sâu lớn kia cũng không cách nào ngang hàng nữ hoàng, rất nhanh bị chém thành hai đoạn, mà đầy đất tất cả đều là thi thể tiểu trùng, máu trùng chảy xuôi, hôi thối không cách nào hình dung. Bốn người lăng hàn vội vã lùi, nhưng lần này lăng hàn cố nén hôi thối, thu sừng trên đầu con sâu lớn kia, hắn cảm thấy rất hứng thú với cái sừng này. Bọn họ đi, lăng hàn nghiên cứu cái sừng kia bên trong kết cấu rất quái lạ có một ít phù văn có thể lấy ra lực lượng lôi đình hóa thành công kích lang hàn rất nhanh nhìn ra đầu mối nhưng phù văn cụ thể lại không thể thấy bởi vì đã bị phá hỏng đại bộ phận tiên thú mạnh mẽ ở thời điểm tử vong sẽ tự mình phá hủy phù văn trong cơ thể không để tuyệt học của mình truyền ra ngoài con sâu lớn kia cũng như thế sừng sâu cũng không biết là dùng vật liệu gì làm thành cực kỳ cứng cỏi có thể miễn cưỡng chống lại tiên khí chỉ ít tiên ma kiếm chém một phát phía trên chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ. Đây chính là một hang sâu, hơn nữa cực kỳ hôi thối, nhưng vì cái gì sẽ có tiên thụ. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, tiên thụ xác thực sẽ chọn nơi hoàn cảnh hiểm ác, nhưng cắm dễ ở địa phương cực kỳ hôi thối, cái này không hợp lý. Hắn vẫn hoài nghi nơi này không phải là động thiên phúc địa gì, thủy đăng quá tả ác, lại thêm những con dẹp này, để Lăng Hàn càng thêm khả nghi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng phải tìm ra lối thoát. Bọn họ tiếp tục thăm dò, tự nhiên lại không ngừng gặp phải sâu tập kích, mà trước đó Lăng Hàn lo lắng cũng đã biến thành chân thực, sâu lớn có sừng cũng không chỉ một con. Sinh mệnh lũy thừa của đại bộ phận sâu một sừng đều ở khoảng chừng 4800, nhưng có cá biệt mạnh mẽ đạt đến 4850, vậy thì mãnh liệt, ngay cả nữ hoàng cũng cực kỳ cật lực. Lang Hàn cũng không muốn nữ hoàng dễ dàng dùng hồng ma thổ, liền nhào lên, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chương 2725, hang sâu. Trải qua mười mấy ngày, bọn họ hầu như mỗi cách một nén hương thời gian sẽ gặp phải một đám sâu tuy không khó đối phó nhưng để bọn họ trở nên càng ngày càng hôi trong lúc này bọn họ cũng từng đụng phải những người khác nhưng song phương chạm mặt cũng không có hợp binh vẫn ai đi đường nấy bọn họ tất cả có ý nghĩ riêng mê cung càng tốt chỉ cần mình có thể phá giải liền có thể độc chiếm tiên trùng từng ngày từng ngày đi qua ngay cả ra hỏa thể phách kinh người như lăng hàn cũng có cảm giác mệt nhọc mãnh liệt điều này làm cho hắn không rõ lấy thực lực của hắn không nên nhanh như vậy liền cảm thấy mệt nhọc. Không chỉ hắn, nhu yêu nữ, hổ nữ, nữ hoàng cũng như thế, cần phải biết rằng, sau đó các nàng hầu như không có chiến đấu qua, làm sao sẽ cảm thấy mệt nhọc. Sâu có độc, bọn họ đều phát hiện chỗ mấu chốt, bản thân những con sâu này liền mang theo độc tính, khi tử vong thì tản mát ra, có tác dụng khiến người ta mệt nhọc. Chính vì đây là trầm chậm, chậm tản mát ra, tích lũy, hơn nữa cũng không phải chí mạng, cho nên mới có thể giấu giếm được thân thể bốn người, lặng yên phát tác đợi thời điểm bọn họ phát hiện không đúng đã trúng độc rất sâu trong lòng lăng hàn hơi động thoáng thả ra hạn chế tu vi nhưng không có một chút xíu dị động bọn người lăng hàn đều có một át chủ bài rất mạnh mẽ đó chính là bọn họ có thể bất cứ lúc nào đột phá chợt sau khi bước vào tiên vương bọn họ tự nhiên không có sợ hãi nhưng hiện tại tình trạng của bọn họ ở dưới tác dụng của trùng độc trở nên cực tệ cho dù thả ra tu vi cũng không có cách nào đột phá cái này không thể nghi ngờ để một lá bài lớn nhất của bọn họ đánh không ra đây mới là mục đích chân chính những thủy đằng kia bao vây chúng ta sao trước tiên bao vây bọn họ không chỗ có thể đi lại lấy tiên chủng làm mồi nhử lúc trước dưới loại tâm tình kia độ khả thi bọn họ vào động tìm tòi tự nhiên tăng nhiều sau đó cảm bấy cuối cùng hiện phỏng chừng tất cả mọi người đều chúng chiêu như vậy sát cơ cũng có thể sắp xuất hiện rồi lang hàn lẩm bẩm nói các nàng nữ hoàng đều biểu hiện nghiêm nghị ngay cả hổ nữ cũng không cười vui vẻ nữa, trước đây mặc kệ gặp phải tình huống nguy hiểm gì, bọn họ đều có đường lui, là hắc tháp, có thể thay bọn họ che mưa che gió. Hiện tại, hết thảy đều cần nhờ bọn họ, có khả năng đi nhầm một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Vài ngày sau, bọn họ đột nhiên phát hiện, đi rất lâu rồi lại không có gặp một lối rẽ. Cái này cực kỳ khó mà tin nổi, trước không cần bọn họ đi tới bao lâu sẽ gặp phải lối rẽ, đi đến đầu óc bọn họ choáng váng, nhưng hiện tại hơn nửa ngày cũng không gặp phải lối rẽ, để bọn họ cực kỳ không quen có điều tuy lối dễ không còn nhưng từng làn từng làn sâu vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt nhào về phía bọn họ mỗi một con đều hung hãn không sợ chết cực kỳ khó chơi tình huống suy yếu của bọn người lăng hàn càng ngày càng nghiêm trọng sức chiến đấu giảm xuống cực kỳ lợi hại đi đi tầm đó số lượng sâu trở nên càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng điên cuồng cản trở bọn họ đi tới nhưng càng như vậy bọn người lăng hàn càng muốn đi tới cái này có khả năng cực cao là đường bọn họ trốn đi ra ngoài như vậy không ngừng đi tới sau một ngày bọn họ đột nhiên đi ra ngoài không phải đi ra khỏi sơn động mà là phía trước đột nhiên biến thành một hầm núi rất lớn cao không biết bao nhiêu to lớn cũng không cách nào hình dung chính giữa lại vụt lên một ngọn núi trên ngọn núi che kín sâu có sâu trưởng thành cũng có trứng sâu thậm chí còn có vài con mọc ra cánh nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi kháo lại xông vào trong tổ sâu lăng hàn hít vào một ngụm khí lạnh sâu so nơi này đâu chỉ lên tới hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít như bài sơn đảo hải coi như thực lực của bốn người bọn họ cực mạnh nhưng thứ nhất chịu đến trùng độc ảnh hưởng thứ hai số lượng này thực quá nhiều chỉ số lượng cũng có thể đè chết bọn họ hắn đột nhiên phát hiện một ngọn lửa màu xanh bốc lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở nơi không xa hỏa phù dung từ một lối đi khác đi ra khi nàng nhìn thấy núi sâu này cũng không khỏi hơi nhướng mày hầu như trong cùng một lúc đám người vũ hoàng kỳ vô danh, già lan phân biệt đi ra, lúc trước 11 người, hiện tại vẫn là 11 người. Chi, một tiếng sâu kêu, hầu như cũng trong lúc đó, hết thảy sâu đều nhìn về phía bọn họ, mặc kệ bọn chúng trước đang làm gì, không ai không yên tĩnh lại, hình ảnh này có chút quỷ dị. Sau đó, oanh, thật giống như núi cao đổ nát, lại giống như biển rộng sóng chiều, những sâu này dồn dập xung kích về phía bọn người lăng hàn. Nhanh gom lại cùng một chỗ, nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả hỏa phù dung cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, vội vàng nhìn mọi người kêu lên, đồng thời lùi về phía thông đạo. Không có một người dám cậy mạnh, dồn dập tới gần hỏa phù dung, hiện tại ai còn muốn đơn đả độc đấu, vậy nhất định là hành động tìm chết. Lăng Hàn, người cùng ta đứng ở chính diện, thích thiện tử, già lan, các người từ hai bên hiệp trợ, đông phương duệ, người bảo vệ phía sau cho ta, những người khác nghỉ ngơi, chờ sau đó thay ca. Hỏa phù dung lập tức phân phối nhiệm vụ, không có ai dị nghị, lúc này cho dù có ân oán to lớn hơn nữa cũng phải trước tiên thả xuống, không cách nào lại đột phá tiên vương, bọn họ nhất định phải dựa vào lực lượng hiện tại tiến hành liều chết. Thích thiện tử, Già Lan cùng Đông Phương Duệ lập tức ăn hồng ma thổ, kẻ địch quá nhiều quá mạnh mẽ, không cần hồng ma thổ, bọn họ sẽ ở vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung đứng chung một chỗ, gánh ở trước nhất, đón đánh bầy sâu điên cuồng vào tới. Bọn họ là trụ cột vững vàng, gánh chịu tuyệt đại bộ phận xung kích, thích thiện tử cùng Già Lan chỉ từ hai bên hiệp trợ, thay hai người giải quyết cá lọt lưới chiến đấu động một cái liền bùng nổ, cũng lập tức tiến vào cao trào, cực kỳ kịch liệt, huyết dịch đầy trời, hỏa phù dung giật động bản nguyên chi hỏa, hình thành một hỏa diễm kết giới ở bốn phía bọn hắn, máu trùng vẫn không có hất tới liền thiêu đốt thành cho. Lăng Hàn hét dài một tiếng, triển khai nộ quyền, không hề bảo lưu. Thể thuật của hắn vô cùng mạnh mẽ, mỗi đấm ra một quyền đều là cấp bậc tiên vương, bá đạo tuyệt luân. Khi thể thuật tiêu hao tới trình độ nhất định, hắn liền sử dụng lực lượng quy tắc, làm hết sức để mình vẫn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Chương 2726, trong vạn quân giết thủ lĩnh thượng. Nói đến lực kéo dài, ở đây không có một người có thể sánh với hắn. Hơn một canh giờ sau, bọn người hỏa phù dung, Già Lan lộ ra vẻ không chống đỡ nổi, nhưng Lăng Hàn vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, hắn một bên cắn đan dược khôi phục lực lượng quy tắc, một bên cuồng ăn đồ ăn, bổ sung thể lực, hai người luân phiên tiến hành, để sức chiến đấu của hắn từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái cực cao nhưng vô số sâu chết đi, huyết dịch khắp nơi, từ trong đó chảy ra vật chất màu xám, hóa thành sương mù, ngay cả thiên địa nguyên hỏa cũng rất khó thiêu sạch sẽ, vô cùng ngoan cường muốn chui qua tầng phòng ngự này cũng còn tốt, mọi người lại vung trường quét đi, vẫn có thể ngăn nó ở bên ngoài. đổi hỏa phù dung lớn tiếng kêu lên, nhất thời sáu người còn lại đồng thời sẽ tới tổ này nhu yêu nữ kém nhất, hơn nữa mạnh nhất cũng chỉ là kỳ vô danh, nhất thời bị biển sâu xung kích, không ngừng lùi về trong đường núi một mực thối lui hơn trăm trượng, bọn họ mới miễn cưỡng ổn định trận tuyến. Người tổ thứ nhất dành thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nhất định phải mau chóng khôi phục như cũ, bằng không không bao lâu nữa đội ngũ của bọn họ sẽ hỏng mất. Kỳ thực thông đạo vẫn quá lớn, bởi vậy phạm vi mọi người phòng thủ cũng rất rộng, áp lực to lớn. Đám người kỳ vô danh, nữ hoàng đều toàn lực ứng phó, nên ăn đất thì ăn đất, nên dùng thiên cấm thì dùng thiên cấm, nếu không, chỉ thời khắc cũng có thể bị biển sâu nhấn chìm. Những con sâu này quá điên cuồng vèo, một đạo kinh phong kéo tới, nhưng lặng lẽ không âm thanh, yên tĩnh kinh người. Tuy Lăng Hàn đang ở trạng thái nghỉ ngơi, nhưng mắt nhìn tám đường, tai nghe tứ phương, hiện tại chiến đấu là vợ, huynh đệ của hắn, sao có thể xuất hiện tí tẹo bất ngờ. Thân hình hắn lập tức phóng qua, đấm ra một quyền. Tiên ma kiếm cho nữ hoàng, tiên vương giới chỉ đeo ở trên tay hổ nữ, như yêu nữ thì không có bảo cụ, ngược lại thực lực của nàng yếu nhất, cơ bản là đánh cá lọt lưới, cho tiên binh cũng không có công dụng quá lớn. Oanh, một vệt hào quang bắn tới, thân hình lăng hàn run lên, chỉ thấy nắm đấm bị cắt ra một vết thương, không tính sâu, nhưng miệng vết thương màu xám cho, rõ ràng có kịch độc. Hắn một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh, một bên nhìn về phía xa, chỉ thấy một con sâu mọc ra hai cánh đang chậm rãi thu miệng, vừa nãy chính là nó từ trong miệng phun ra một mũi tên nhọn, đánh thẳng hổ nữ. Mũi tên này, không chỉ uy lực to lớn, có thể thương tổn được lăng hàn liền có thể thấy được chút ít, hơn nữa lặng lẽ không âm thanh, kỳ âm cực hiểm, thực sự là đâm sau lưng hại người. Ba loại sâu, mỗi loại đều có chỗ đáng sợ khác nhau. Sâu nhiều chân dòng máu kịch độc, coi như chết cũng tạo thành phiền phức rất lớn, hơn nữa số lượng nhiều đến quá mức, chính là binh chủng gái rẻ nhất, nhưng giá trị thực dụng cực cao. Sâu có sừng có thể phóng thích chất giật, uy lực cực lớn, năng lực viễn trình thương tổn kinh người. Mà đáng sợ nhất là sâu cánh, không chỉ ám tiến hại người, hơn nữa lực phá hoại to lớn, ngay cả thể phách của lăng hàn cũng có thể thương tổn được, nếu như trao đổi những người khác tiếp mũi tên này, cho dù tay có thể đụng tới, khẳng định cũng bị bắn thủng qua. Chỉ có tiên khí mới có thể ngăn, cẩn thận, hắn nhắc nhở, loại sâu cánh kia biết ám tiến hại người, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, trên người lăng hàn hiện ra một phù văn màu vàng, trên mờ u bàn tay của hắn lập tức bay ra từng tia khói xanh, kia là độc tố bị luyện hóa. Bất diệt thiên kinh, bọn người đông phương duệ đưa mắt nhìn lại, lộ ra vẻ hâm mộ mỗi một vị thiên tôn đều có chỗ hơn người của mình duyên sinh thiên tôn phòng ngự đạt đến cực cảnh lúc trước có thể lấy một đối chín chống lại chín đại thiên tôn của dị vực nguyên nhân rất lớn chính là bất diệt thiên kinh phòng ngự cực điểm như vậy ngay cả thanh hỏa phong tình cửu ngũ thiên tôn cũng cực kỳ động tâm đáng tiếc duyên sinh thiên tôn lấy thân hợp đạo tam giới tháp lại không cánh mà bay bất diệt thiên kinh liền trở thành thất truyền hiện tại xuất hiện ở trên người lăng hàn tự nhiên để đám người đông phương duệ không ngừng hâm mộ Xeo, một đạo ám tiến kéo tới, đánh thẳng nữ hoàng. Nhưng lần này nữ hoàng có chuẩn bị, tiên ma kiếm đảo qua, chém xuống ám tiến này. Sâu cánh chỉ có bốn con, số lượng ít ỏi, nhưng lực sát thương vô cùng lớn, hơn nữa ẩn ở trong bóng tối bắn tên trộm, khó lòng phòng bị, để tất cả mọi người phải phân tâm thần để ý bọn chúng. Chỉ cần bốn con sâu này xuất hiện ở trên chiến trường, vậy nhất định là đại sát khí, có thể làm mọi người phân ra một bộ phận tinh lực rất lớn. lang Hàn ngưng mày, nhất định phải diệt bốn con sâu này, nếu không thì, đội ngũ của bọn họ áp lực quá to lớn. Ta đi làm thịt bọn chúng. Hắn nói, hắn không có lập tức hành động, mà ở vận chuyển quy tắc không gian, hiện tại có nhiều cường giả quay chung quanh, hắn có thể yên tâm lớn mật xúc thế, điều chỉnh. Xeo, hắn đột nhiên di chuyển, lóe lên liền xuất hiện ở trước người một con sâu cánh, sau đó vùng quyền đánh tới. Lúc này, con sâu cánh kia vừa bắn lén xong, bản thân nằm ở trạng thái chân không, cú đấm này của lăng hàn oanh qua, đánh nát miệng của nó trước nó nhiều lần phòng ám tiến, hiện tại bị Lăng Hàn tính toán, cũng coi như là một thù trả một thù. Sau nhiều chân ở phủ cận dồn dập phát ra tiếng vang kỳ quái, nhắm Lăng Hàn phát ra sóng âm ngợt, hóa giải thay sâu cánh. Nhiều sâu như vậy cùng một chỗ phát huy, ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng không thể chịu đựng. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cả người có kim quang tỏa ra, thời khắc này, sức phòng ngự của hắn vô hạn mạnh mẽ, khả năng đạt đến tiên vương tầng 1. Oanh, hắn đánh xuống một quyền, trực tiếp đánh nổ yết hầu của con sâu cánh kia, dòng máu màu xanh lục loạn tung, đồng thời cũng có khí thể màu xám bốc lên, tràn ngập tử khí. Oanh oanh oanh, oanh vô số sóng âm đánh tới, chấn đến mức cả người lăng hàn run rẩy nhưng hiện tại sức phòng ngự của hắn cường đại đến đáng sợ, điều này cũng chỉ chấn động đến hắn run run mà thôi, cũng không thể thương tổn được hắn. Lăng hàn một kích thành công, lập tức lùi lại, dưới tình huống như vậy hắn kiên trì thời gian cũng không dài, đương nhiên phải bỏ của chạy lấy người hắn lùi, mà vô số sâu nhiều chân thì như phát điên, truy kích về phía hắn, từng mảng sóng âm rung động, nghiêm trọng quấy dày hư không, để Lăng Hàn cũng không dám dễ dàng vận dụng thuấn di, có khả năng không thể trở lại trong đội ngũ cực cao, trái lại rơi vào cục diện càng thêm bất lợi. chương 2727, trong vạn quân giết thủ lĩnh hạ, lôi đình quét tới, thậm chí còn quét ngã thật nhiều sâu. Đó là sâu sừng phát uy, Lăng Hàn vùng quyền thống kích, hét dài một tiếng, quy tắc cùng thể thuật dung hợp, ở dưới bất diệt thiên kinh ủng hộ độc tố bị tạm thời áp chế hiện tại hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sức chiến đấu cực kỳ khủng bố không loại sâu nào có thể kháng cự một đường đi qua chỉ thấy từng mảng từng mảng sâu bị hắn nổ đến bay lên tốc độ của hắn cực nhanh phóng về phía đội ngũ của mình áp lực quá to lớn kim quang trên người hắn rất nhanh trở nên ảm đạm bất diệt thiên kinh không cách nào lại chủ động vận chuyển mà theo đó độc tố trên người lăng hàn lần thứ hai phát huy để sức chiến đấu của hắn sụt giá Đúng lúc này, Lăng Hàn đột nhiên bay lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra ngoài. Oanh, một chi ám tiến kéo tới, bị hắn oanh thành mảnh vỡ. Xa xa, một con sâu cánh đang chậm rãi khép miệng lại, lại có một mũi tên đang lặng lẽ hình thành, tốc độ rất nhanh. Cái này kỳ thực là quy tắc ngưng tụ, không có thực thể, sau khi bị nổ nát hóa thành cũng là mảnh vỡ quy tắc. Đệt, Lăng Hàn nhìn chằm chằm con sâu cánh kia mấy lần, chờ hắn chấn chỉnh lại kỳ phong, cái kế tiếp liền chém con dẹp này. Trên người hắn vết thương đầy giấy, nhưng rốt cục giết trở về trong đội ngũ, một giọt bất diệt chân dịch lưu chuyển, vết thương trên người hắn lập tức khôi phục, nhưng độc tố không cách nào hoàn toàn bài trừ, sức chiến đấu vẫn khó có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Nhanh khôi phục trạng thái, lập tức liền đến phiên ngươi lên sân khấu. Hỏa phù dung nói, tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ khâm phục. Trong vạn quân lấy thủ cấp tướng địch, Tuy không phải dễ như trở bàn tay, nhưng có Chuẩn Tiên Vương thể làm được lại có mấy cái. Hẳn chỉ có một cái như thế, ngay cả Hỏa phù dung cũng không được. Bởi vì Hỏa phù dung không tinh thông quy tắc không gian, không cách nào đến trước người sâu cánh, mà nếu nàng tiến quân thần tốc, sâu cánh biết nàng hung mãnh nhất định sẽ không ngừng lùi lại, làm sao ngoan ngoãn chờ chết. Những người khác, phòng trừng căn bản không có khả năng giết tới, nửa đường liền bị đánh giết thành cặn bã. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, liền cắn đan dược một mặt áp chế độc tố trong người, mặt khác, nguyên lực của hắn tiêu hao cũng rất to lớn. Đám người kỳ vô danh càng ngày càng vất vả, chủ yếu là ba con sâu cánh cực kỳ đáng sợ, thỉnh thoảng liền bắn tên trộm, nếu không phải đã có một con bị lăng hàn giết chết, khẳng định áp lực càng to lớn hơn. Đổi, hỏa phù dung khẽ quát một tiếng, năm người nhóm đầu tiên cùng tiến lên, đổi ca cho đám người kỳ vô danh, nữ hoàng. Sâu chiều như trước, từng làn từng làn không ngừng, lăng hàn đổi ca, tự nhiên không thể lại có thêm dư lực đi chém giết sâu cánh, để ba con sâu cánh kia càng thêm buông tay buông chân, cũng còn tốt, chết mất một con sâu cánh, bọn nó ngược lại cũng có chút kiêng kỵ, bằng không công kích sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng rè. Chiến chiến chiến, máu trùng tung tóe, mỗi người bọn họ đều mất cảm giác, chỉ còn dư lại một ý nghĩ chiến đấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người kỳ vô danh khôi phục hơn nửa, thay cho bọn họ bắt đầu tuần hoàn. Một bên lăng hàn điều tức, một bên quét qua ba con sâu cánh, ba con dẹp này nhất định phải diệt trừ, bằng không tình huống của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng nát. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, đột nhiên phát động không gian thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh một con sâu cánh. Đấm ra một quyền, vừa nhanh vừa mạnh, hắn muốn thuấn sát con dẹp này. Nhưng lần này, những con sâu kia đều có chuẩn bị, hắn mới vừa xuất hiện, liền có 13 con sâu chân cùng nhau đánh ra sóng âm, hóa thành một khối nham thạch to lớn đánh tới lăng hàn. Thương tổn là phụ, mục đích chủ yếu là đánh bay lăng hàn ra ngoài, hóa giải nguy cơ cho con sâu cánh kia. Vù, từng mảng từng mảng sóng âm kéo tới, cực kỳ đáng sợ. Lần này đám sâu đều có chuẩn bị, Lăng Hàn vừa hiện thân bọn chúng cũng đã ra tay, nếu Lăng Hàn không chống đỡ, vậy sẽ bị sóng âm đánh văng ra, nếu như hắn ra tay, tốc độ kia tất nhiên sẽ bị ngăn trở chậm chạp, cho sâu cánh cơ hội bỏ chạy. Chí tuệ có tăng trưởng A, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn đã từng nỗ lực giao lưu với những con sâu này, nhưng chỉ phát hiện hỗn loạn, vốn là không có trí tuệ hiện tại bọn chúng lại biết phục kích giải vây làm sao có khả năng ở trong ngăn ngắn vài ngày trí tuệ liền tăng trưởng nhiều như vậy lang hàn không tin hẳn là có một con sâu chân chính có đủ trí tuệ ở bên trong sâu chuỗi kết nối bắt giặc trước phải bắt vua trong lòng hắn xẹt qua một ý nghĩ nếu có thể đánh giết trùng vương vậy nói không chắc biển sâu sẽ tan vỡ nhưng biển sâu mênh mông nên đi đâu tìm một con trùng vương như thế hơn nữa nếu trùng vương nắm giữ trí tuệ nhất định sẽ ẩn giấu mình đi nào dễ dàng phát hiện như thế. Ong ong ong, sóng âm đã áp sát. Lang Hàn thu hồi tâm tư trong lòng, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nếu bị đám sâu phá giải tập kích thuật của hắn, kế tiếp tỷ lệ thành công sẽ càng thấp hơn. Hắn ra tay, lực lượng thời gian vô tận tràn ra. Sóng công kích nhất thời im bặt, như thời gian đình chỉ. Lang Hàn xông thẳng qua, xoảng, sóng âm phá nát, thật giống như thủy tinh vỡ nát, hóa thành thực chất hạ xuống. Xeo, thân hình hắn lay động con sâu cánh kia cũng bị thời gian lưu ảnh hưởng, động tác chậm thái quá, đang quay về phía lăng hàn há mồm, có một đạo ám tiễn đã thủ thế chờ đợi, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Lăng hàn hét dài, đấm ra một quyền, đập về phía yết hầu của sâu cánh. Phốc, chỉ thấy một mũi tên từ sau gáy của sâu cánh xuyên ra ngoài, nhưng ngay lập tức sụp đổ, đây là quy tắc biến thành, sâu cánh vừa chết, tự nhiên vô lực diễn hóa quy tắc thành hình thái mũi tên. Lăng hàn một kích thành công, lập tức lui lại, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng, Vừa nãy hắn toàn lực vận chuyển quy tắc thời gian, hầu như rút mình hết sạch, nếu không phải thể thuật của hắn cực kỳ khủng bố, hiện tại nhất định phải đặt mông ngồi dưới đất. Rõ ràng chỉ tăng uy lực của thời gian lưu lên 2-3 phần người mà thôi, nhưng trả giá nguyên lực là tăng lên mấy lần. Nhưng tốt xấu gì cũng kiến công, để Lăng Hàn hết sức hài lòng, hắn như một vị chiến thần, giết về phía trận doanh của mình. chương 2728, trùng mẫu, giết liền hai con sâu cánh, ngay cả những con sâu kia tựa hồ cũng có chút kính nể, nhưng cái này lại làm cho bọn chúng phản công trở nên càng thêm điên cuồng, giống như biển gầm ầm ầm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn bị thương, hắn cũng không có vận chuyển bất diệt thiên kinh, này cần dùng ở thời điểm mấu chốt nhất. Không có một con sâu ngăn được hắn, khi Lăng Hàn xông về đội ngũ của mình, cả người hắn cũng đắm chìm trong dòng máu màu xanh lục, cực kỳ tanh cười. Hỏa phù dung vung ra một trường, ngọn lửa màu xanh nhảy lên, cấp tốc đốt cháy những huyết dịch kia, nhưng từng tia từng tia vật chất màu xám dựng lên, nghe một hồi cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt, khó chịu nói không nên lời. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, hỏa phù dung gật đầu nói, chút nữa, người có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi, ta sẽ gánh ở mặt trước. Lăng Hàn giết hai con sâu cánh, giảm bớt áp lực cho đội ngũ, phần công lao này ai cũng không sánh được. Lăng Hàn cũng không khách khí, tuy hắn còn có thể lực kéo dài, nhưng ai biết trong tổ sâu còn có thể ra quái vật gì, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Đối với hỏa phù dung an bài như thế, tự nhiên không có ai không phục sâu cánh uy hiếp là rõ như ban ngày lại nói lăng hàn đánh giết sâu chân sâu sừng cũng đếm không xuể a à. còn lại hai con sâu cánh đều lộ ra ý sợ hãi tựa hồ bọn nó còn có bản năng sinh tồn khá quý trọng tính mạng đều đập cánh lùi về phía sau đi tới chỗ xa hơn tiến hành công kích bởi vậy uy hiếp của bọn nó liền nhỏ đi rất nhiều tất cả mọi người khổ sở chống đỡ nhưng biển sâu lại tựa hồ như không có phần cuối mặc bọn họ giết làm sao cũng vẫn cuồn cuộn không dứt như cũ. Cái này không phải biện pháp, tất cả mọi người biến sắc, bọn họ còn có thể kiên trì, nhưng tình huống càng ngày càng nát, bởi vì độc tố trong người bọn họ càng ngày càng nặng, ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Chờ một chút, hai tay của già lan nặn ra một tư thế cổ quái, xeo, trong cơ thể nàng nhất thời có một cái bóng bay ra, tung bay về phía hang sâu. Cái này hữu hình, nhưng không phải bản nguyên, rõ ràng có thật nhiều sâu đang công kích nó, nhưng thật giống như không tồn tại, thiên ảnh thuật, hỏa phù dung gật gù, đây là thủ đoạn trinh sát địch tính tốt nhất, coi như bị phát hiện cũng không cách nào ngăn cản, hữu hình không bản nguyên, thật giống như thiên địa hóa thành phân thân. Một lát sau, thân hình của già lan run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng đầy mặt ngơ ngác, có một con trùng mẫu đang không ngừng đẻ trứng, nhanh đến mức không chậm hơn chúng ta giết chết. Tất cả mọi người khiếp sợ, chẳng trách những sâu này giết làm sao cũng giết không sạch, bởi vì có một con trùng mẫu đẻ trứng, tốc độ kinh người. Nói cách khác, chúng ta không thể giết hết những sâu này." Kỳ vô danh trầm giọng nói, "Chỉ có một biện pháp." Hỏa Phù Dung tiếp lời nói, "Lăng Hàn gật gù, "Chúng ta cần chém trùng mẫu, nhưng nếu muốn giết trùng mẫu, kia là khó khăn cỡ nào?" "Bọn họ cần nghịch thế mà đi, giết tới trước mặt trùng mẫu mới có cơ hội xuất thủ." Một câu liền có thể nói rõ ràng, nhưng muốn làm được. Mọi người thấy bốn phương tám hướng biển sâu như nước, trong lòng bay lên một cảm giác vô lực, "Kháo, đây cũng quá khó khăn." đây là đường sống duy nhất của chúng ta nhất định phải đi nhưng bọn họ đều là đế tinh có ý chí không gì sánh kịp lập tức lại kiên định niềm tin giết bọn họ không còn một nửa người nghỉ ngơi một nửa phòng ngự nữa mà toàn bộ ra tay nghỉ thế về phía biển sâu đây thực sự là quá gian nan biển sâu vô tận tiến lên trước một bước đều là huyết chiến tiêu hao lực lượng kinh người lúc này mọi người đâu còn dám có bảo lưu dồn dập lấy ra đại chiêu tiên mang chói mắt bọn họ cưỡng ép kéo sức chiến đấu lên cấp tiên vương, điều này làm cho bọn họ trở nên không gì địch nổi, oanh oanh oanh, thật giống như một trường mâu vô địch, vượt sóng đi tới, giết về phía hang sâu. lang hàn ánh trừng tiên địa nguyên cương trong tay một chút, cái này vẫn chỉ xem như là vũ khí tính uy hiếp, xem ra hôm nay rốt cuộc có thể để cho bọn chúng phát huy. Bọn họ lần thứ hai giết vào hang sâu, không gian nhất thời tăng vọt vô số lần, bốn phương tám hướng đều có công kích kéo tới. Trùng mẫu ở đâu, tất cả mọi người hỏi, nơi này bị bóng tối bao trùm, căn bản không thấy rõ địa phương quá xa. Già Lan chỉ về ngọn núi đằng trước, cụ thể ở đâu, mọi người vội vàng hỏi, bọn họ cũng có thể đoán được trùng mẫu ở trên núi, nhưng cần biết vị trí càng cặn kẽ, bằng không làm sao giết chết. Vẻ mặt của Già Lan có chút kinh hãi, vẫn chỉ vào ngọn núi kia nói. Kia là trùng mẫu, mọi người đầu tiên là sướng sờ, sau đó mới phản ứng được, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh núi bọn họ nhìn thấy lại không phải núi chân chính, mà là trùng mẫu. Chẳng trách tốc độ đẻ trứng của thứ này có thể theo kịp tốc độ giết chóc của bọn họ, to bằng núi A, nhất định rất biết sinh. Một quái vật lớn như vậy, phải làm sao mới có thể giết chết, chỗ yếu ở nơi nào. Lăng Hàn, người cùng ta liên thủ, chúng ta đi chém con trùng mẫu này. Hỏa Phù Dung nói, ở đây chỉ có Lăng Hàn miễn cưỡng có tư cách ngang hàng nàng, những người khác đều quá kém, ngay cả kỷ vô danh cũng tranh lệch một đường. Lăng Hàn gật đầu, chưa diệt trừ trùng mẫu, bọn họ đều đừng hòng sống rời đi. Đi, hai người đồng thời nhảy ra chiến đoàn, giết về phía ngọn núi kia. Hai người bọn họ hẳn là người mạnh nhất dưới tiên vương trong thiên hạ hiện nay, cho dù đổi đến vị diện cao đẳng hơn nữa, phỏng chừng cũng tìm không ra mấy cái có thể sánh vai với bọn họ, liên thủ chi uy vô cùng mạnh mẽ. Một đường thế như trẻ tre, bọn họ giết tới dưới chân núi. Bọn họ nhất định phải nhất cổ tác khí, bằng không chỉ cần xu thế bị ngăn trở, bọn họ có khả năng không cách nào tiếp tục tiến lên hai đại cường giả đều lấy ra toàn bộ bản lĩnh, cũng không biết chém bao nhiêu con sâu, bọn họ rốt cục giết tới dưới chân núi. Hỏa phù dung dùng tới tiên khí, kia là một chiếc gương, hỏa quang quét qua, liền chết một đám lớn. Cái này không chỉ là tiên kim chế tạo, mà còn chế thành tiên khí. Chí ít cũng là chuẩn tiên khí chân chính, uy lực vô cùng lớn. Lăng Hàn mang theo tiên ma kiếm, chém giết trùng mẫu quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người, bởi vậy nhất định phải để cho hai người phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất chương 2729, chém vương. Đến nơi này, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy tỉ mỉ, chỉ thấy đỉnh núi có từng cái ống thông, đang không ngừng cổ động, mỗi lần cổ động một cái, sẽ sinh ra một trứng trùng, sâu chân sẽ lập tức lại đây mang đi. Đường ống như vậy có rất nhiều, tuy thị lực của hai người lăng hàn không thể nhìn quá xa, nhưng chỉ là hai bên trái phải bọn họ liền phát hiện tám cái ống như vậy, đang điên cuồng đẻ trứng. Nơi này là cái mông của trùng mẫu, như đầu phải ở phía trên. Giết tới, phá tan thức hải của nó. Hai người trao đổi ý kiến một hồi, hẳn là con trùng mẫu này có năng lực kỳ lạ câu thông hết thảy sâu, sắp xếp bọn chúng chiến đấu, từ bảo vệ sâu cánh đến xem, trí tuệ của trùng mẫu cực kỳ không đơn giản. Bọn họ suy đoán, bầy sâu này hẳn như tổ ong, phong hậu hình thể to lớn, nhưng không có năng lực hành động gì, chỉ có thể ăn cùng đẻ trứng, so sánh với đó, trùng mẫu nơi này còn có lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Cẩn thận, hai người đều nói lực lượng tinh thần mạnh mẽ ý nghĩa vận dụng quy tắc rất mạnh mẽ con trùng mẫu này có khả năng không thể hoạt động nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể xem thường bọn họ giết lên núi những con sâu kia tựa như phát điên dồn dập xung kích về phía hai người từng đạo công kích lay động qua cực kỳ đáng sợ oanh 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 những công kích này có rất nhiều là đánh vào trên núi nhưng đỉnh núi lù lù bất động thật giống như đây là một ngọn núi chân chính vậy lang hàn cùng hỏa phù dung nhìn nhau một cái đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Cái lực phòng ngự này cũng quá khủng bố đi, bị ngàn vạn công kích oanh tạc vẫn không nhúc nhích. Trước Lăng Hàn còn đang kỳ quái tại sao những con sâu này không sợ ném chuột vỡ đồ, không sợ những công kích này diệt luôn trùng mẫu sao. Thông minh quả nhiên thấp đến trong hốc núi, nhưng sự thực chứng minh, trùng mẫu không thể di động là thật sự, nhưng thể xác của nó cứng rắn là đạt đến mức độ giận sôi. Cái này phải làm sao chém nó, Xuất tu, hai người đồng thời nói muốn không ngừng đẻ trứng khẳng định tiêu hao rất lớn nhất định phải không ngừng ăn uống như vậy từ bộ phận miệng đột nhập đánh thẳng đầu óc liền không tin bộ phận bên trong nó cũng cứng rắn như thế hai người lao nhanh về phía đỉnh núi nhưng đại quân sâu cũng giống như bị điên tiến hành đánh lén ngay cả những sâu cánh kia cũng hoàn toàn không để ý sinh tử ở khoảng cách gần bắn ra ám tiễn tạo thành phiền phức rất lớn cho lam hàn cùng hỏa phù dung để ta che người đi hỏa phù dung đầy mặt sát khí lúc này nàng thật giống như hóa thân thành ma nữ. Oanh, trong cơ thể nàng phun trào ra ngọn lửa đáng sợ, để tứ chi của nàng không ngừng kéo dài, một trường đảo qua, ngọn lửa hóa thành hình rồng quét ngang, sâu đều chết từng mảnh từng mảnh, dồn dập từ trên ngọn núi rơi xuống. Thời khắc này, hỏa phù dung sử dụng hết sức chiến đấu vượt qua tuyến tiên vương của nàng. Lăng hàn hít sâu một hơi, quy tắc không gian phát động, hắn thuấn di về phía trên đỉnh ngọn núi. Bởi vì thị lực không thể nhìn xa, hắn cũng không dám thuấn di quá nhiều, đừng cái một không chú ý mà tiến vào nơi quái quỷ gì. Hắn liên tục không ngừng tiến hành thuấn di trong phạm vi nhỏ, nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi. Xa xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mà thôi, hiện tại hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều chi tiết, ngọn núi này quả nhiên khác với tất cả mọi người, không có nham thạch nằm dày đặc mà là tràn ngập hoa văn giống như giáp xác Lăng Hàn tiện tay cắt qua một kiếm, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù lấy sắc biến của tiên ma kiếm, cũng chỉ ở phía trên lưu lại một dấu vết sâu nửa thước nhưng không có máu chảy ra, không biết tầng giáp xác này dày đến trình độ nào. Đúng, tiên ma kiếm hoàn toàn có thể đào ra tầng xác của trùng mẫu, nhưng cái này cần thời gian. Vấn đề là, hiện tại hắn có bao nhiêu thời gian? Xa xa, tuy hỏa phù dung còn đang phát huy, kiềm chế lại lượng lớn sâu, nhưng còn có vô số sâu tràn tới, trong đó có hai con sâu cánh, đồ chơi này phát ra ám tiến, không thể không phòng bị. Lăng Hàn không dừng lại, vẫn giữ nguyên kế hoạch giết về phía đỉnh núi, bất kể nói thế nào, trùng mẫu này là nhất định có nhược điểm. Liên tục thuấn di, đỉnh ngọn núi rốt cục trong tầm mắt. Nhưng mà, Lăng Hàn lập tức bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ thấy hai con sâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tình thể của bọn chúng cực kỳ to lớn, dài đến 10 trượng, khá giống con rán, nhưng có hai cái kìm lớn, phẳng phất như hai tiên binh, tỏa ra ánh sáng u ám, tuy ánh sáng không phải rất mạnh, nhưng mười phân khủng bố. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, đây là hộ vệ cuối cùng của trùng mẫu, hơn nữa số lượng ít ỏi, này ý nghĩa thực lực của bọn nó nhất định phải càng mạnh hơn. Hắn căn bản không có bất luận phí lời gì, cùng những con sâu này không có gì phải giao lưu. Hắn vùng kiếm giết ra, tiên ma kiếm rượu chiếu, kiếm khí sông thẳng chín tầng trời. Hai con sâu lớn đều lấy kìm bảo vệ, phốc phốc phốc, kiếm khí chém tới, ở trên kìm lưu lại lạc ấn thật dài, nhưng khi kiếm khí cắt qua, cái kìm này lại chậm chậm khôi phục, tuy tốc độ không tính nhanh, nhưng kiếm khí chém đến cũng không phải rất sâu, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lăng Hàn không muốn dây dưa với hai con sâu lớn này, thân hình phóng qua, trực tiếp giết tới. Xoạt, xoạt, hai con sâu lớn đồng thời há mồm, phun ra một tia ô quang, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo hắn. Lăng Hàn chỉ có thể vung kiếm chém qua, oanh, thời điểm tiên ma kiếm chém tới, hắc quang nhất thời nổ tung, hóa thành sóng trùng kích đáng sợ. Thân hình hắn run lên, không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Lăng Hàn vốn tưởng rằng hai con sâu lớn này công kích thiên hướng với tính ăn mòn, không nghĩ tới là tràn ngập lực nổ tung, trực tiếp hất bay hắn ra ngoài. Thân hình hắn vội vã gập lại, hai chân dẫm liên tục, giết trở lại đỉnh núi. Hai con sâu lớn vùng vẩy song kiềm kéo tới, mà phía dưới vô số sâu đang giết tới, giữa bầu trời còn có sâu cánh phóng tên bắn lén, áp lực lớn như núi. Cục diện như thế làm sao phá, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, âm thanh hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, xung kích về phía hai con sâu lớn tiên ma kiếm vung vẩy thành vòng, chém xuống toàn bộ ám tiến của sâu cánh. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể bị ngăn cản, bằng không để biển sâu nhấn chìm, vậy hắn liền thật xong đời, mà tất cả mọi người cũng phải xong đời. chương 2730, bàn cờ. Trước đây Lăng Hàn chưa từng gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy. Trước đây bất luận nguy hiểm cỡ nào, hắn đều có hắc tháp có thể dựa vào, tình huống xấu nhất nhất định sẽ trốn vào hắc tháp. Nhưng hiện tại, không thể vận dụng hắc tháp, chỉ có thể dựa vào mình. Dưới tình huống như vậy, chiến ý của hắn cũng không có một chút nào biến mất, trái lại dâng lên tự tin mãnh liệt. Giết, dưới sóng âm xung kích, hai con sâu lớn đều hơi cứng lại, bị hắn trực tiếp đột phá. Trong một tiếng hống này bao hàm ý chí võ đạo của hắn, bị đột nhiên hống một tiếng như thế, 10 cái có 9 cái sẽ trúng chiêu. Lăng Hàn đột phá, hắn không có nhân cơ hội chém giết hai con sâu lớn, bởi vì căn bản không có thời gian. Hắn không ngừng thuấn di, đỉnh ngọn núi đã gần trong gang tắc. Đến nơi này, hắn cuối cùng thấy rõ chỉ thấy đỉnh núi này quả nhiên là đầu của trùng mẫu hơn nữa trên đỉnh ngọn núi còn có một cái miệng đang không ngừng nuốt món đồ gì đó cũng không phải thực thể mà là từng đạo từng đạo quang ảnh nhưng lang hàn có thể cảm ứng được trong quang ảnh này ẩn chứa năng lượng kinh người trùng mẫu hút những năng lượng này là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sâu sừng dưới chân Lăng hàn chạy gấp hắn muốn từ miệng của trùng mẫu giết vào hô đúng lúc này một luồng kinh phong mạnh mẽ kéo tới để dưới chân lăng hàn không ngừng lảo đảo, đằng 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 liên tục lùi. đây là trùng mẫu đột nhiên từ hấp khí đổi thành thổ khí, thả ra khí lưu mạnh mẽ, đẩy lăng hàn không ngừng lùi. hơn nữa trong khí lưu này cũng có phù hiệu đại đạo, xúc tích lực lượng quy tắc, bằng không chỉ có lực là tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến lăng hàn. lăng hàn vận chuyển quy tắc hệ thổ, thân thể nhất thời nặng như núi, hắn cương ép ổn định lại, sau đó từng bước từng bước đi về phía đỉnh ngọn núi. đám sâu phía sau đã cấp tốc lao đến nhưng ở dưới gió lốc của trùng mẫu, tương tự bị đẩy lui ra sau, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng triển khai gương kích, ong ong ong, sóng âm sung kích, ánh chớp giết gào, ám tiễn phì phò. Hai con sâu lớn cũng giết trở về, bọn nó hiển nhiên là loại hình cận chiến công kích, xông vào gió lốc, truy kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gầm dữ dội, ra sức đi tới. Vù, Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, thật giống như bị một roi đánh lên gáy, đau đến hắn đầu như búa bổ, không nhịn được muốn ôm đầu kêu to hắn đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức tỉnh ngộ lại đây là trùng mẫu tấn công bằng tinh thần cũng còn tốt thức hải của hắn là lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện qua bằng không chỉ chúng một hồi như thế thức hải của hắn có khả năng nổ tung xoạt 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 trùng mẫu không ngừng tấn công bằng tinh thần đánh về thức hải của lăng hàn cái này không đủ để giết lăng hàn nhưng có thể để hắn đầu đau như búa bổ hầu như mất đi lực công kích trùng mẫu thấy thời cơ thích hợp uy lực thổ khí nhất thời giảm nhiều để hai con sâu lớn có thể nhanh chóng giết tới. Mà khi hai con sâu lớn này quấn lấy lăng hàn, nó rốt cuộc yên tâm, tuy tinh thần liên tục công kích, nhưng lại bắt đầu hấp khí, hấp thu những năng lượng kia. Nhiệm vụ của nó là đẻ trứng, vì lẽ đó nếu không gặp phải nguy cơ sinh tồn, thì làm sao có khả năng dừng lại ăn uống cùng đẻ trứng. Lăng hàn lộ ra nụ cười, đột nhiên ném một vật vẫn nắm chặt trong tay ra. Con dẹp, người vẫn là bị lừa rồi. Hắn tung bảy chấm đỏ nhỏ, thật giống như bảy viên tiểu hồng hoàn, ngay lập tức bị quăng đến trên đỉnh núi mà trùng mẫu đang hấp thu năng lượng hấp lực lớn đến kinh người căn bản không có một chút xíu phản ứng bảy viên tiểu hồng hoàn kia liền bị hút vào trùng mẫu kinh hãi phát ra một làn sóng tinh thần nó không biết đồ vật ăn vào kia là cái gì nhưng nếu là lang hàn quang gia vậy tuyệt đối không thể là thứ tốt lang hàn nhoẻn miệng cười nói bảo oanh cả đỉnh núi lập tức phát ra run rẩy dữ dội có thể nhìn thấy có từng đạo từng đạo hoa văn đang phát sáng Thật giống như có món đồ gì đó muốn xông ra. Lang Hàn quăng cái gì? Thiên Địa Nguyên Cương, đây chính là đại sát khí khủng bố ngay cả Tiên Vương cấp thấp cũng có thể xóa bỏ, coi như giáp xác của trùng mẫu này cực kỳ cứng rắn, nhưng bạo phát ở trong người, mặc nó mạnh hơn thì đã làm sao, bên trong sẽ bị nổ thành cặn bã. Mà không thể không nói, phải giáp của trùng mẫu xác thực rất cứng, Thiên Địa Nguyên Cương đã bạo phát, nhưng không có trùng kích ra, toàn bộ nổ ở trong người trùng mẫu, có thể thấy được nếu trực tiếp ném mạnh Vậy nhiều nhất chỉ có thể trọng thương, thậm chí thương nhẹ trùng mẫu, muốn giết chết là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cả ngọn núi đều run rẩy dữ dội, đây là thân thể của mẫu trùng, nó ở trong người trực tiếp chịu đựng bảy viên thiên địa nguyên cương nổ lớn, dù phòng ngự của nó kinh thì đã làm sao, oanh. Trên đỉnh ngọn núi như núi lửa bạo phát, phun trào ra ngọn lửa hào hùng. Hết thảy sâu ở trong nháy mắt rơi vào trạng thái dại ra, thật giống như trùng mẫu vừa chết, bọn nó cũng lập tức mất đi trụ cột tinh thần, mất đi lý do sống tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, những sâu này liền bắt đầu nổi khùng. Có chạy ra ngoài hang động, có tiếp tục điên cuồng công kích bọn người lăng hàn, có thậm chí tự giết lẫn nhau. Điều này là bởi vì mất đi trùng mẫu tỏa chân phối hợp, bọn nó hoàn toàn mờ mịt, chỉ cảm thấy trừ mình ra, toàn bộ đều là kẻ địch. Chiến chiến chiến, giết giết giết, hỗn loạn tương bừng. Đám người lăng hàn hội hợp, đều thở phào nhẹ nhóm, tuy trong cơ thể của bọn họ còn có độc tố tích lũy, nhưng chỉ cần cho bọn họ chút thời gian, vẫn có thể chậm rãi loại bỏ tuy còn có sâu đang công kích về phía bọn họ nhưng chuyện này đã kết thúc bọn họ thong dong đối mặt nắm chắc trong tay nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy từng vật thể hình roi đột nhiên từ các góc trong vách núi giò xét ra quấn về phía những con sâu kia có trực tiếp cuộn tròn ghim chết nhưng cũng có chút không có cuộn tròn mà cùng sâu triển khai ác chiến đây lại là cái quỷ gì ồ sao khá giống thủy đằng như thế lang hàn đột nhiên nói cái đồ vật hình roi này vốn là sợi thủy đằng Ừm, tất cả mọi người gật đầu, không ai không bay lên một luồng linh cảm không lành. Từ khi bọn họ bị bức ép đến đảo này, lại đột nhiên truyền ra hương vị tiên quả, lại tới biển sâu này, không ai không lộ ra quỷ dị, rồi lại giống như vòng vòng liên kết. chương 2731 Khôi, cái đảo này khẳng định có ngàn vạn tia quan hệ với Thủy Đăng, nếu không sẽ không bước bọn họ tới nơi này, hiện tại lại có đồ vật tương tự xuất hiện, không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Số lượng biển sâu vẫn kinh người như cũ, nhưng hiện tại chỉ có tử vong mà không cách nào bổ sung số lượng giảm xuống cực kỳ nhanh chóng chủ yếu là đồ vật hình dạng thủy đằng quá nhiều tuy cũng bị sâu giết chết rất nhiều nhưng lại là quân chủ lực giết sâu ha ha ta nghĩ các vị nhất định cực kỳ nghi hoặc a à. một thanh âm đột nhiên vang lên chỉ thấy trên hang động xuất hiện một người là nam tử mặc áo trắng phong độ nhẹ nhàng cực kỳ trẻ tuổi nơi này lại còn có những người khác tất cả mọi người ở trong lòng gõ cảnh báo đây tuyệt đối là một cái bẫy từ khi bọn họ bị buộc lên hòn đảo đã là cái bẫy, chỉ là cho đến tận bây giờ, bọn họ còn không nhìn ra dụng ý của ván cờ này là cái gì. Lăng Hàn cất giọng nói, ngươi là ai, muốn cho chúng ta giải thích gì sao? Đương nhiên, nam tử mặc áo trắng gật đầu nhoẻn miệng cười, nhìn qua cực kỳ hòa ái dễ gần. Nếu không phải vì cho các ngươi một giải thích, ta cần gì phải hiện thân, trực tiếp giết sạch bọn ngươi không phải được sao? Ha ha, tuy chút nữa các ngươi vẫn phải chết, cháy nhà ra mặt chuột, hắc thủ phía sau màn xuất hiện. Lăng Hàn cười ha ha, vậy ngược lại là phiền phức ngươi. Không phiền phức, dù sao các ngươi cũng thay ta giải quyết một vấn đề lớn, lại nói, các ngươi cũng là phúc tinh để ta rời đi nơi này, vì cảm tạ các ngươi cống hiến, để cho các ngươi làm quỷ rõ ràng là phải. Nam tử mặc áo trắng cười nói, ngươi mới là quỷ đấy. Hổ nữ sẵn giọng xem ra, hết thảy đều là nam nhân này dở trò, làm cho nàng hết sức tức giận. Nam tử mặc áo trắng không tức giận chút nào các ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu trước tiên nói một chút ngươi là ai đi kỷ vô danh lạnh nhạt nói kiếp trước hắn trải qua bao nhiêu mưa gió cuối cùng trở thành tiên vương vô địch tự nhiên có khí độ của hắn cho dù đối mặt tình huống nguy hiểm nữa cũng sẽ không chút hoang mang nam tử mặc áo trắng nở nụ cười nhìn mọi người làm động tác phái chào nói ta tên khôi đây là chính ta lấy mọi người hai mặt nhìn nhau cái này là cái tên quỷ gì ngay cả họ cũng không có lại nói coi như nổi danh ai lại biết hắn từ đâu tới đây? Há, kỳ thực các ngươi đã sớm gặp qua ta. Khôi lại nói, ánh mắt của Lăng Hàn nhìn chầm chầm, một lát sau, hắn kinh ngạc nói. Đây không phải bản thể, mà là tinh thần thể biến ảo ra. Đùng đùng đùng, Khôi vỗ tay, mặt đầy vẻ tán đồng, thậm chí còn giơ một ngón tay cái. Cái này không phải bộ mặt thật của Khôi, thậm chí, hắn có khả năng không phải người. Mọi người nhìn lẫn nhau, đột nhiên đều có một ý nghĩ, ngươi là một thành viên trong những thủy đằng kia bọn họ cùng lên tiếng nói ngoại trừ thủy đằng bọn họ thật chưa từng thấy đồ vật đồng dạng trừ khi là sâu nhưng khả năng này có thể quên khôi cười to các ngươi đoán đúng đại bộ phận có điều ta không phải một thành viên trong thủy đằng mà những cái kia đều là sợi dễ của ta hí tất cả mọi người kinh hãi thủy đằng dài bao nhiêu mọi người đều có một suy đoán mơ hồ có thể từ nơi sâu trong biển lên tới mặt biển độ dài kinh người Mỗi một sợi thủy đằng kỳ thực đều tính là quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ nói, những cái này đều chỉ là sợi dễ của khôi, như vậy bản thể của hắn lại lớn đến mức độ cỡ nào. Trên thực tế, khôi cười cợt, ở trên mặt của mỗi người nhìn một lần, mới thong thả nói. Hiện tại địa phương các người đứng, chính là trong bản thể của ta. Oanh! Trong đầu mọi người phảng phất như ném vào vô số viên thiên địa nguyên cương, chấn kinh đến bọn họ trở nên thất thần. Chờ chút, Lang Hàn trầm giọng nói hòn đảo này chính là thân thể của ngươi khôi vỗ tay ngươi đoán không sai là ta một đường bước bọn ngươi đến bản thể của ta các ngươi còn có thể đoán xem tại sao ta phải làm như vậy ngươi là biến thái người khác làm sao biết nhu yêu nữ lập tức nói nữ hoàng lại nói ngươi là muốn chúng ta khai chiến với những con sâu này người thông minh cũng thật không ít khôi cười to những cái này là ký sinh trùng trong bản thể ta vì sức chiến đấu của ta rất mạnh nhưng dù sao chỉ là một cây tiên thảo thần thông có hạn chế. Hơn nữa, những ký sinh trùng này sinh sôi tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự của trùng hậu lại siêu cường, ta cũng không làm gì được nó. May là, các ngươi giúp ta diệt trừ nó, các ngươi nói, ta làm sao có thể không cảm tạ các ngươi. Hỏa phù dung lạnh lùng nói, vậy thì ít nói nhảm, lấy khoảng 20 tiên quả ra đi. Khôi cười ha ha, cho các ngươi cũng vô dụng, một đám người sắp chết, hà tất lãng phí nguyên khí của ta. Người cảm tạ ân nhân cứu mạng như thế lăng hàn hỏi khôi lắc đầu đầu tiên cái này vốn là bàn cờ ta bày xuống không phải là mời các ngươi giúp đỡ thứ hai các ngươi xông tới vì cũng chỉ là tiên trùng cũng không phải chủ động tới giúp đỡ ta thứ ba các ngươi giết trùng hậu cũng là vì tự vệ hắn dừng lại một hồi sau đó mới tổng kết vì lẽ đó ta cũng không nợ các ngươi cái gì nhưng con người của ta vẫn ân oán rõ ràng liền nói với các ngươi một tiếng cảm tạ tất cả mọi người là không nói gì người này cũng thật vô liêm sỉ hơn nữa để vô liêm xỉ thăng hoa đến tình trạng quang vinh vậy nói hắn thế nào cũng vô dụng trong khi nói chuyện đại diện bên sâu đã tử vong gần hết nguyên bản biển sâu hiện tại đã lẻ tẻ hiếm thấy ngay cả hai con sâu kìm mạnh mẽ kia cũng bị vô số bóng roi quấn quanh xé thành mảnh vỡ trung mẫu vừa chết toàn bộ biển sâu mất đi chỉ huy thống nhất cùng lực lượng bổ sung giúp đỡ tiêu vong đã là sự tình không thể tránh khỏi khôi càng thêm thong dong thực lực của hắn cường đại đến kinh người mà nội hoạn đã trừ tự nhiên tất cả nằm trong lòng bàn tay. Các ngươi còn có tác dụng lớn." Khôi Từ Tốn nói, "Ta quyết định hóa hình, rời đi nơi này, có điều, dưới hạn chế của tiên lộ, ta không cách nào rời đi. Trừ khi ta có thể thâu thiên hoán nhật, ta cần tinh huyết của các ngươi, không chỉ có thể để cho bản nguyên của ta càng mạnh mẽ hơn, còn có thể lừa dối vùng thế giới này để ta có thể rời đi. Vì lẽ đó, cho phép ta lại một lần nữa cảm tạ các ngươi." Chương 2732, đàm phán thượng khôi lại vái chào, tuy hắn khách khí, nhưng chỉ để bọn người lang hàn càng thêm phẫn nộ. Người có thực lực như thế sao? Đông Phương Duệ hừ lạnh nói, hắn là con trai của thiên tôn, hiện tại lại bị người nói muốn lấy ra tinh huyết, cây tiên thảo này nhất định là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên tôn đáng sợ, bằng không hắn vừa rời tiên lộ sẽ bị thiên tôn xóa bỏ. Dám động hậu duệ của thiên tôn, cái này không phải muốn chết sao? Khôi diếu cợt một tiếng nói, lẽ nào các người chưa từng thấy qua thực lực của ta? Sức tiếng, nhất thời có ngàn vạn bóng roi kéo tới. Mỗi một bóng roi này gần như chính là một con sâu, mà số lượng đồng dạng là ùn ùn kéo tới, căn bản không kém gì biển sâu. Hơn nữa, mọi người đã trải qua một lần huyết chiến, hiện tại có thể có mấy phần sức chiến đấu lưu lại. Cũng còn tốt, khôi chỉ là giãn gân cốt, không có chân chính phát động công kích. Hiện tại hắn thật giống như một nông dân vừa phát hiện tuyệt thế bảo tàng, không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng người chia sẻ hắn vui sướng, bởi vậy, cho dù chẳng mấy chốc nữa bọn người lang hàn sẽ bị hắn giết chết, hắn cũng muốn lắm lời một chút. Mấy kỷ nguyên trước, ta đột nhiên sinh ra linh trí, từng chút tích lũy mà trưởng thành. Khôi nói chuyện xưa của hắn, cây cỏ đắc đạo, thật quá khó khăn, coi như nhiều năm như vậy, ta cũng vừa mới để tâm trí thành thục. Cây cỏ tinh hoa được thiên địa sủng ái, chỉ khi nào mở ra linh trí, sẽ gặp phải thiên địa căm hận, để trong cơ thể ta sinh ra ký sinh trùng, không được an bình. Cũng còn tốt, hiện tại rốt cục giải quyết khôi lộ ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Được rồi, ta quyết định muốn giết sạch các ngươi, rời đi nơi quỷ quái này. Để báo đáp các ngươi, ta sẽ tận lực ra tay nhanh một chút, để cho các ngươi nhận ít thống khổ. Tất cả mọi người nghiêm nghị, lại phải đánh một trận. Lăng Hàn giơ tay phải lên, ta còn có hai viên thiên địa nguyên cương, chính là đồ vật vừa nãy giết chết trùng mẫu, người có muốn thử xem hay không. Mọi người nhất thời đại hỉ, hóa ra Lăng Hàn còn chưa ra hết thực lực. Được, tuyệt vời, đừng có giết ta, không nên thương tổn ta." Khôi cực kỳ khuyết đại nói, còn dùng hai tay ôm ngực, run lẩy bẩy, nhưng ngay lập tức bật cười. "Ta thật không thích hợp diễn kịch." Hắn chắp hai tay sau lưng, cứ việc ra tay, đây căn bản không thể giết chết ta, nhiều nhất chỉ để ta bị thương. "Ngày hôm nay, các ngươi chỉ có một con đường chết." Hắn từng chữ từng chữ nói, Khôi không có sợ hãi, tràn đầy tự tin, hắn nhất định phải đạt được máu tươi của mọi người, tại sao chỉ tuyển đế tinh, không chỉ bởi vì sức chiến đấu của bọn họ mạnh có thể chống chọi được biển sâu, hơn nữa dòng máu của bọn họ mới có hiệu quả với hắn, có thể giúp hắn lửa trời giấu đất, rời đi nơi này. Bởi vậy, hắn liều mạng bị thiên địa nguyên cương trọng thương cũng không tiếc, cái này có thể chậm rãi khôi phục, nhưng nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn muốn chờ nhiều đế tinh như vậy tụ hội, vậy chính là sự tình năm nào tháng nào. Vậy thì đến chiến, hỏa phù dung lạnh lùng nói, nếu như ở bên ngoài khai chiến, kỳ thực phần thắng của bọn họ càng nhỏ hơn, chỉ cần thủy đằng phá hoại thuyền của bọn họ, lại để đại hải tới đối phó bọn họ là được nơi này chiến một trận bọn họ còn có một chút hy vọng dù sao đây là trong người của khôi sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng lăng hàn thở dài lấy ra quyển trục vị diện khôi khôi ngươi cũng không nên buộc ta ồ khôi nhìn về phía lăng hàn trong ánh mắt nhảy lên lửa giận lăng hàn lại dám gọi hắn khôi khôi ép ngươi thì đã làm sao khôi nói có vẻ cực kỳ xem thường lăng hàn nhoẻn miệng cười hơi suy nghĩ phát động mô hình của ngõ lý, nhất thời, hắn bắt đầu lấy ra năng lượng trong quyển trục vị diện, phù, thân thể của hắn phát sáng, lực lượng đáng sợ dâng lên, đang cấp tốc xóa đi độc tố trong cơ thể hắn. Một là năng lượng hư tử bản nguyên nhất của nguyên thế giới, một là độc tố trong cơ thể ký sinh trùng trên tiên lộ, cấp độ của hai người này chênh lệch bao nhiêu. Vô số lần, vì lẽ đó, khi nguồn năng lượng này dâng lên, độc tố trong cơ thể hắn tựa như tuyết động gặp phải nước sôi, cấp tốc hòa tan. Soảng, thiên địa vang lên kinh lôi, nhưng không có xuất hiện ở phía trên hang động, mà là ở nơi càng xa xôi hơn. Khôi nhất thời kinh hãi đến biến sắc, người khác không nhìn thấy, hắn nhưng biết rất rõ, phía trên bản thể mây đen cuồn cuộn, có chấp giật đan dệt, đang xúc tích thiên kiếp đáng sợ. Cái kiếp số này đạt đến trình độ nào? Hắn chỉ có một loại cảm giác, chính là chỉ cần bổ tới hắn một phát, hắn tuyệt đối xong đời. Nhưng hắn không có đột phá cảnh giới, lại không có làm việc nghịch thiên gì, làm sao có khả năng có thiên kiếp muốn nhằm vào hắn không không không, không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Lăng Hàn. Chỉ là bởi vì Lăng Hàn ở trong cơ thể hắn, một khi độ kiếp, thiên địa sẽ cho rằng hắn bao che Lăng Hàn. Mà quấy giày thiên kiếp có kết cục gì? Đồng dạng bị xét đánh, hắn đây là bị động độ kiếp, dừng lại, mau dừng lại, khôi vội vã kêu lên, thiên kiếp này thật muốn hình thành, vậy tất cả mọi người nơi này đều sẽ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn đương nhiên không thể thật để cho thiên tôn đại kiếp hình thành, hắn dừng lại lấy ra năng lượng của quyển trục vị diện cười nhạt hiện tại ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện a à? khôi không nói gì qua một lúc sau mới nói ngươi muốn như thế nào lang hàn mỉm cười nói đầu tiên ngươi đưa chúng ta vượt qua biển rộng sau đó thì sao khôi hỏi thứ hai đương nhiên là thả chúng ta rời đi khôi lập tức từ chối ta nhiều lắm chỉ thả một mình ngươi hắn cần máu tươi của những đế tinh này bằng không hắn không cách nào thay đổi bản thân rời đi tiên lộ cái này dưới cái nhìn của hắn là một lao tù vĩnh viễn vây hắn ở đây lăng hàn lắc đầu không được người nhiều nhất chỉ có thể lưu lại hai người kia hắn chỉ chỉ đông phương duệ cùng huyền vinh đây là đời sau của cửu ngũ cùng phong tình thiên tôn hắn mới chẳng muốn quản bọn họ chết sống đông phương duệ cùng huyền vinh đều giận dữ kháo người cũng quá nham hiểm đi nhưng bọn họ không có phát tác mà là quyết định trước theo bọn người lăng hàn như vậy liền có thể cùng một chỗ thoát phây không được chỉ ít năm người Khôi lắc đầu, năm là mức độ thấp nhất, ít hơn 5 người, hắn liền không thể thay đổi mình. chương 2733, đàm phán hạ. Lăng Hàn lắc đầu, ngoại trừ Đông Phương rời cùng Huyền Vinh, những người khác không có xấu đến tình trạng hắn có thể dùng để hy sinh. Hắn lần thứ hai lấy ra lực lượng của quyển trục vị diện, đưa tới lôi vân cuồn cuộn, tăng mạnh sức thuyết phục. Khôi quyết tâm, ta đã sống đủ lâu, cũng không muốn tiếp tục bị vây ở nơi quỷ quái này, vì lẽ đó, nếu như không thể rời đi nơi này, ta sống hay chết đều không có khác biệt. Thực hay giả, lang Hàn không thể kết luận, theo lý thuyết, Khôi vừa mới giải quyết mối họa trong cơ thể, hẳn vô hạn ngóng trong cuộc sống tốt đẹp, nhưng cây cỏ tinh linh đắc đạo, trời mới biết đầu có cháy hỏng hay không. Hắn vẫn đang hấp thu lực lượng của quyển trục vị diện, ở trong nháy mắt thiên kiếp sắp đến, hắn ngừng lại. Khôi cũng không có mở miệng, mà lấy phương thức như thế biểu đạt quyết tâm, kiên định hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn khẳng định ngờ tới Lang Hàn cũng không muốn chết, cho nên mới có niềm tin kiên trì như vậy có điều cái này vẫn đúng là bấm trúng mạch môn của lăng hàn lăng hàn suy nghĩ một chút nói ngươi chỉ là cần tinh huyết mà không phải mạng người vì lẽ đó chúng ta cũng có thể phân ra một ít tinh huyết cho ngươi để ngươi đạt đến mục đích khôi trầm mặc một lát sau mới gật đầu có thể lăng hàn nhìn về phía mọi người thấy mọi người đều gật đầu liền gật đầu nói điều kiện thứ hai chúng ta xem như bàn xong bây giờ nói cái thứ ba cũng là cái cuối cùng Nói, Khôi nói, vẻ mặt của hắn rất khó coi, ở hắn nghĩ đến hẳn là quét ngang mọi người, bây giờ lại bị bức bàn điều kiện, để hắn cực kỳ phiền muộn. Phải biết, trước hắn đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt không cách nào truyền lời, hiện tại cảm giác ưu việt này bị đánh nát, tương phản quá to lớn. Lang Hàn nói, ta còn cần tiên quả, hắn không nói chúng ta, bởi vì đây là hắn dựa vào thực lực lấy được, không cần chia sẻ với người khác. Mấy quả? Khôi trầm mặc một hồi hỏi tiên quả này vốn là chính hắn xúc tích đối với hắn không hề có tác dụng chỉ là hiện tại hắn đã đắc đạo đưa ra tiên quả tương đương với tự tổn hại nguyên khí tự nhiên không quá tình nguyện lăng hàn suy nghĩ một chút hai mươi khôi suýt chút nữa chửi ầm lên kia là tiên quả ngươi cho là rau cải trắng sao còn hai mươi hai mươi muội muội ngươi một quả hắn lạnh lùng nói quá ít lăng hàn lắc đầu thêm đi hai quả khôi trầm ngâm một hồi lại thêm Lăng Hàn cùng Khôi thật giống như thành người làm ăn, một ra giá trên trời, một cái không ngừng kỳ kèo, bọn họ kéo nửa ngày, cuối cùng đạt thành giao dịch. Bảy quả, nàng một quả, nàng một quả, nàng một quả. Lăng Hàn phân biệt chỉ vào đám người hổ nữ, Vũ Hoàng, bảy viên tiên quả hắn muốn một viên, còn lại phân biệt cho hổ nữ, nữ hoàng, nhu yêu nữ, Vũ Hoàng, kỷ vô danh cùng hỏa phù dung. Cho kỷ vô danh, đó là bởi vì Lăng Hàn hy vọng đối phương càng mạnh hơn, theo được bước chân của hắn, mà hỏa phù dung, kỳ thực cũng xuất phát từ mục đích tương đồng chỉ là hỏa phù dung vốn vô cùng mạnh mẽ tiến hóa lũy thừa cao đến kinh người đông phương duệ cùng huyền vinh không ngừng hâm mộ nhưng chẳng lẽ bọn họ còn có thể đòi hỏi lăng hàn sao đi mang chúng ta lên bờ đi khôi không nói một tiếng xoay người rời đi thân ảnh như bọt biển biến mất tuy dựa theo thỏa thuận hắn vẫn có thể rời đi tiên lộ nhưng quá trình nhấp nhấp nhô nhô nào có thuận lợi như trong ý tưởng để tâm tình của hắn rất không vui bảy tháng sau khôi xuất hiện lần nữa nói đến bờ bọn họ rời đi có khôi tự mình dẫn đường mê cùng tự nhiên không thành vấn đề bọn họ rất nhanh đi tới trước cửa động sau khi đi ra ngoài chỉ thấy thái dương treo ở bầu trời để tâm tình của bọn họ nhẹ nhõm giao tinh huyết cho ta một tia thần thức của khôi hóa thành hình người xuất hiện ở cửa động lăng hàn nhìn về phía phương xa phía trước xuất hiện một mảnh lục địa rộng lớn đúng là rất gần bờ hắn khẽ mỉm cười nhưng lắc đầu chờ lên bờ đi Khôi không thích, điều kiện của người ta đều đã thỏa mãn, lẽ nào ngươi không cảm thấy phải bày ra một chút thành ý của mình sao? Chỉ cần ở trong biển rộng này, ngươi liền có ưu thế quá lớn, chúng ta vốn là giao dịch bất bình đẳng. Lăng Hàn nói, lấy thực lực của ngươi, coi như lên bờ cũng gần như vô địch, hà tất lưu ý. Khôi hừ một tiếng, nói đến thực lực, dù mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, điều này là bởi vì hắn căn bản không có lộ ra ngoài chỗ yếu hại của mình, bọn người Lăng Hàn không thể chân chính trọng thương hắn, nhiều lắm chính là chém xuống vài sợi rễ, hầu như là không đến nơi đến chốn. Các người tốt nhất không nên có dị tâm, bằng không ta tuyệt sẽ không khách khí. Được, Lăng Hàn tùy ý gật đầu, khôi mang theo bọn họ đi tới bên bờ, đám người Lăng Hàn vội vã nhảy lên bờ biển, nhất thời, trái tim của bọn họ ổn định. Làm đến nơi đến chốn, sức chiến đấu của bọn họ rốt cục có thể phát huy đến mức tận cùng, mà 7 tháng sau, bọn họ tự nhiên cũng hoàn toàn trục xuất trùng độc, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tinh huyết, Khôi nói, Lăng Hàn gật gù, trước tiên đưa tay phải, dùng sức bước ra, đầu ngón tay tỏa ánh sáng. Hắn lại dùng tiên ma kiếm cắt, nhất thời có một giọt huyết trâu tỏa ra màu sắc đặc biệt trói lọi xuất hiện. Tích tích tích, hắn tổng cộng nhỏ xuống 10 giọt huyết dịch, đặt ở trong bình ngọc. Đây là tinh huyết, cho dù chỉ ra 10 giọt cũng có ảnh hưởng rất lớn với Lăng Hàn, để sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Cũng còn tốt, thể thuật của hắn kinh người, khôi phục khí huyết rất nhanh. Mấy người hỏa phù dung cũng dồn dập cắt tay lấy máu, đều cho 10 giọt, tinh huyết quá quý giá, tự nhiên là tính theo giọt cho. Ánh mắt của khôi đảo qua nói, còn kém một chút, những cái này miễn cưỡng đủ, nhưng không an toàn. Lang Hàn hỏi, còn kém bao nhiêu, chỉ ít 20 giọt, khôi cũng không khách khí. Lang Hàn nhìn về phía đông phương duệ cùng huyền vinh, các ngươi lấy máu đi, hai người này nhất thời tức giận, tại sao là chúng ta, phải, chúng ta có 10 người, một người cho hai giọt là được nhu yêu nữ không phải đế tinh, nàng coi như chủ động tặng máu khôi cũng sẽ không cần, không có tác dụng. Ánh mắt lăng hàn trừng lớn, bảo các ngươi lấy máu liền lấy máu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi cũng không hỏi một chút mình đã làm gì, hiện tại bảo các ngươi cho ít máu liền có chút không đứng đắn. Chương 2734 tan vỡ. Không, hai người đều lắc đầu, Lăng Hàn ra tay, oanh, thể thuật cùng lực lượng quy tắc đồng thời giật động, sức chiến đấu của hắn lập tức phóng qua tuyến tiên vương, chân áp tới Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh. Đáng ghét, hai người vội vã tiến vào trạng thái thiên cấm, triển khai đối kháng cùng Lăng Hàn. Đáng tiếc, coi như bọn họ tiến vào trạng thái này, cũng chỉ để sinh mệnh lũy thừa vô hạn tiếp cận tiên vương, lại triển khai tiên pháp xác thực cũng có thể để sức chiến đấu lướt qua tuyến tiên vương, nhưng so sánh với Lăng Hàn liền muốn tranh lệch chút. Kết quả là hai người liên thủ cũng chỉ có bị Lăng Hàn nổ đến phần liên tục bại lui. Chỉ chừng trăm chiêu, Lăng Hàn liền trấn áp hai người, gác tiên ma kiếm ở trên cổ, buộc bọn họ tự hiến tinh huyết. Kỳ vô danh đương nhiên không thể hỗ trợ, hỏa phù dung càng chỉ làm như không thấy, ai có thể ngăn cản lăng hàn. Đông phương rể cùng huyền vinh không thể làm gì khác hơn là lại bước ra vài giọt tinh huyết, nhưng chỉ chịu thả ra năm giọt, nếu không bọn họ thả rằng trực tiếp đột phá tiên vương. Tinh huyết trôi đi quá nhiều, sức chiến đấu của bọn họ sẽ sụt giá, khẳng định vô duyên với tiên chủng hoàn mỹ cuối cùng. Đã như vậy, bọn họ cần gì còn muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ có bấy nhiêu. Lăng Hàn ném hai bình ngọc cho Khôi, kỳ thực những tinh huyết kia cũng miễn cưỡng đủ, bởi vậy sau khi Khôi tiếp nhận bình ngọc, liền gật đầu, không có bước nữa. Vậy cáo từ, Lăng Hàn nói, thân hình Khôi run lên, biến mất không còn tâm hơi, đây chỉ là một đạo thần thức của hắn mà thôi. Nhưng tiếp đó, biển rộng sinh chiều, chỉ thấy vô số thủy đằng phóng lên trời, vung lên sóng thần cao mấy ngàn trượng, cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người làm ra vẻ đề phòng, Khôi đây là muốn trở mặt sao. Oanh! sóng biển tách ra một hòn đảo từ trong biển bay lên khổng lồ đến kinh người nhưng sau khi hòn đảo bay lên mấy vạn trượng chỉ thấy phía dưới là vô số thủy đằng lít nha lít nhít đây chính là chân thân của khôi nhìn thật giống cây cải củ lăng hàn thầm nói thật rất giống chỉ là lớn hơn vô số lần không phải thịt ăn không ngon hổ nữ ngáp một cái nói tổn thất người giọt tinh huyết làm cho nàng cực kỳ uể oải xeo cây củ cải này thả ra ánh sáng mờ mịt bao vây toàn thân sau đó ánh sáng đột nhiên bạo phát khiến người ta hoa mắt muốn ra tay rồi tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng ánh sáng ảm đạm đi chỉ thấy phía trước bọn họ nhiều hơn một người vẫn là khôi tên này lại muốn chơi trò gì đây nhưng con mắt của lăng hàn căng thẳng ngươi lại thật hóa hình được hình người lúc trước của khôi chỉ là một đạo thần thức nhưng hiện tại là chân thân của hắn hóa hình thành người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau hiện tại nếu khôi bị giết vậy hắn liền thật sự sẽ chết mọi người không khỏi dục ra dục dịch nếu đánh giết một cây tiên thảo đắc đạo thành tinh như thế bọn họ sẽ nhận được chỗ tốt kinh người cỡ nào khôi hừ một tiếng tay phải mở ra từng sợi thủy đằng hiện lên lít nha lít nhít cực kỳ khuếch đại mọi người nhất thời bỏ đi ý nghĩ ra tay tuy hóa hình nhưng thực lực của khôi vẫn khủng bố như cũ làm sao còn muốn cùng chúng ta làm bạn lang hàn cười hỏi ta cũng muốn tiên chủng hoàn mỹ khôi trầm giọng nói mẹ kiếp chính ngươi cũng là tiên chủng còn muốn cọng lông. Lăng Hàn Cường điệu nói, khôi hừ một tiếng, vậy trong thân thể của các ngươi cũng có tiên trùng, tại sao còn muốn tiên trùng hoàn mỹ? Cái này rất có đạo lý, để tất cả mọi người không biết nói gì. Chỉ là một cây tiên thảo lẽ ra nên cung cấp tiên trùng, bây giờ lại muốn cùng bọn họ tranh cướp tiên trùng, chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy là lạ. Vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hỏa Phù Dung lạnh lùng nói, nàng kìm nén một hơi nghĩ nàng có tên vạn cổ đệ nhất tiên nhưng lại bị một cây cỏ tính toán càng là suýt chút nữa chết đi làm cho nàng rất khó chịu nhưng nàng chịu thiệt ở không có đánh tan lớp bình phong tiên vương này một khi lướt qua sức chiến đấu của nàng sẽ cực kỳ mạnh mẽ thù này tất nhiên phải báo veo thân hình nàng dựng lên dẫn đầu rời đi đông phương duệ cùng huyền vinh cũng dùng ánh mắt thâm độc nhìn lăng hàn một chút bọn họ sẽ nhớ kỹ mình bị nhục nhã chỉ cần thành tựu tiên vương bọn họ nhất định phải tìm Lăng Hàn tính sổ. Lăng Hàn diếu cợt một tiếng, lãnh đạm nói, nhìn cái gì, hai người không có phản bác, đều xoay người rời đi, hiện tại mọi người đều có thể đột phá tiên vương, tương đương với nắm một tấm át chủ bài mạnh mẽ, nên mỗi người đều không có sợ hãi. Kỳ vô danh nhẹ nhàng rời đi, cũng không có mang theo đệ tử cách thế của hắn, thích thiện tử thì cùng già lan chung một chỗ rời đi. Cũng không biết hai người này có phát sinh quan hệ vượt qua hữu nghị hay không. Tứ đệ, chúng ta cũng chia nhau hành động. Vũ Hoàng nói, được, Lăng Hàn gật đầu, đội ngũ người một người phân chia tản mất, chỉ còn bốn người Lăng Hàn, lại thêm Khôi. Đây là vị đại gia A, vẻ mặt của Khôi cứng đờ như gỗ, lạnh lùng như băng. Lăng Hàn cười nói, nhiều người như vậy, sao ngươi lại theo ta? Khôi không tình cảm chút nào mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi là một người rất có ý tứ, có thể uy hiếp được ta, ngươi là cái duy nhất. Hơn nữa, ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi có thể vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy? Ngươi muốn biết, đi, ta cho người biết. Lăng Hàn không chút keo kiệt chuyển ra bộ mô hình của ngõ lý kia, đưa ra công thức tỉ mỉ, ngược lại trừ hắn, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể học được. Quả nhiên, Khôi bị làm cho cực kỳ đau đầu, mới đầu còn suy tư, rất nhanh hắn liền tan vỡ, hóa thành bản thể cây củ cải lớn, vô số sợi dễ lay động. Đi rồi, Lăng Hàn lôi kéo ba nữ, bỏ của chạy lấy người. Hắn cũng không muốn ra hỏa khủng bố như Khôi ở một bên, mặc dù đối phương không có bước vào tiên vương nếu không hắn muốn tiên chủng hoàn mỹ làm gì, nhưng hình thái đặc thù, dưới cảnh giới đặc biệt, thứ này thực sự rất khủng bố. Vẫn là rời xa tốt nhất, bốn người lên đường, tiếp tục tìm kiếm tiên chủng, mục đích cuối cùng đương nhiên là trung tâm của tiên lộ, trong này chỉ cần thành tựu tiên vương liền có thể trực tiếp rời đi. Đại lục này cực kỳ hung hiểm, có tầng tầng khí độc, có sơn cốc nằm dày đặc kiếm khí, có đỉnh núi đao ý ngút trời, mỗi một nơi đều không thể xông loạn, nếu không chính là một chữ chết. Chương 2735, Hoán Vân Thành. Kia phỏng Trừng đạt đến cấp bậc Tiên Vương tầng 2, thậm chí tầng 3, đối với bọn hắn những chuẩn Tiên Vương này mà nói, chính là hiểm địa, tuyệt địa, tử địa. Thế nhưng, chút hiểm địa kia cũng không phải là không thể xuyên qua, cần xem thời gian, có thể một tháng có mấy canh giờ an toàn, có thể thông qua, nhưng một ngày cách chờ một ngày, thời gian cực kỳ ngắn. Tốc độ của bốn người lang hàn tự nhiên chậm lại, có chút hiểm địa mấy năm mới có một lần biến hóa, cần cực kỳ kiên trì có lúc phải dừng lại một hồi, bằng không một khi xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn, vậy liền hối hận không kịp. Đây cũng không phải là bọn họ quá mức cẩn thận, mà là bọn họ gặp phải tình huống như vậy, rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh xảy ra biến hóa, nhưng thông qua, nhiều nhất một hai hô hấp, lại tiếp tục trở nên cực kỳ đáng sợ, sát cơ khủng bố. Tuy số lần phát sinh loại tình huống nguy an toàn này không quá nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện một lần liền phải cẩn thận chú ý, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm bọn họ sắp phải xuyên qua hiểm địa không ở trạng thái ngụy an toàn. Đã như thế, tốc độ tiến lên của bọn họ tự nhiên chậm thái quá, ngàn năm trôi qua, bọn họ cách trung tâm tiên lộ vẫn hết sức xa xôi. Chẳng trách sau khi tiên lộ mở ra kéo dài hơn vạn năm, muốn đi đến khu vực trung tâm, thời gian xác thực cực kỳ lâu. Bốn người lăng hàn đương nhiên đã hoàn toàn nắm giữ lạc ấn tiên trùng mà khôi đưa cho bọn họ, để bọn họ thoáng nắm giữ đạo của khôi. Cái này thiên hướng giết chóc, lại tiếp cận tử vong, cực kỳ quỷ dị. Cũng vì như thế, bọn họ bỏ ra mấy trăm năm mới rốt cuộc nắm giữ lạc ấn tiên chủng này, nhưng người nào cũng không muốn lấy nó làm tiên chủng của mình, cho dù cấp độ tiên chủng này càng cao hơn. Nếu như dựa vào cái này đột phá tiên vương, vậy cả người sẽ biến thành cỗ máy giết chóc, lạnh lùng không có tình cảm. Cái này chỉ có thể tham khảo một hồi, bọn họ cũng không ngừng thu lấy tiên chủng, từng cái tìm hiểu, từ trong lấy ra tinh hoa, tăng tiến lý giải đối với đạo của mình. Lăng Hàn đã nói cùng ba nữ, hắn có dã tâm lớn, muốn lấy sở trường của ngàn vạn tiên trùng, ngưng ra một tiên trùng thuộc về mình, độc nhất vô nhị. Hắn không muốn lấy tiên trùng trong thiên địa đã có, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tiên trùng đã có tự nhiên cũng đánh lên phù hiệu của người khác, cho dù cái người khác này kỳ thực là thiên địa. Đạo của mình, hẳn là độc nhất vô nhị, nữ hoàng cùng hổ nữ đều quyết định làm theo hắn, muốn thu hết tiên trùng, lấy sở trường bù sở đoàn, ngưng ra tiên trùng thích hợp bản thân nhất, mà nhu yêu nữ thì không có dã tâm lớn như vậy hiện tại để nàng đột phá tiên vương cũng làm cho nàng cảm thấy không tiếc. Lạc ấn tiên trùng càng nhiều, lăng hàn cảm mộ liền càng sâu, thật giống như thiên địa cũng lấy loại hình thức lạc ấn này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tiện tay là có thể bắt giữ quy tắc, không gì không làm được. Cảm giác như vậy cực kỳ tươi đẹp, để hắn có cố kích động, vội vã đi đột phá tiên vương. Hắn vội vã cưỡng ép ấn xuống kích động như vậy, hiện tại đột phá, còn chưa đủ hoàn mỹ. Bốn người tiếp tục tiến lên, có lúc cũng không nhất định là đi thẳng tắp, mà sẽ lệch đến những nơi khác, chỉ cần có tiên trùng, bọn họ sẽ hành động, đây là mục đích bọn hắn đến tiên lộ. Tiên trùng trong tay Lăng Hàn đã càng ngày càng nhiều, đủ để một đám thê tử, cha mẹ, ngay cả các bằng hữu cũng có thể một người một viên. Cái này ở trước khi bọn hắn lên đường là khó có thể tưởng tượng, sự tình lại thuận lợi như thế. Năm tháng như bay, hơn 7.000 năm trôi qua, cách vạn năm chỉ còn lại không tới 2.000 năm, bọn người Lăng Hàn quyết định không có đi lệch nữa mà đi thẳng khu vực trung tâm của tiên lộ bọn họ không thể tính thời gian quá chết nếu không thật có khả năng vĩnh viễn vây ở chỗ này lăng hàn đạt được tiên quả lấy trăm tính từng cái hóa thành lạc ấn hiện lên ở trong thức hải của hắn hắn có loại cảm giác coi như cái gọi là tiên chủng hoàn hảo thì đã làm sao hắn cũng không muốn lấy tiên chủng kia đột phá nhiều lắm chỉ là đem ra làm gương một hồi thậm chí hắn cảm thấy cho dù hiện tại đột phá hắn ngưng ra tiên chủng cũng sẽ không yếu hơn cái hoàn mỹ kia đương nhiên không có lý do cần thiết hắn sẽ không vội đột phá Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ chỉ thiếu chút nữa, các nàng còn cần tích lũy. Ngày đó, bọn họ đi tới một thành thị, tìm hiểu tình huống một chút, xem cách trung tâm tiên lộ còn xa lắm không. Thành này tên Hoán Vân Thành, có tiên vương tọa chấn, đương nhiên gọi là Hoán Vân Tiên Vương, thành thị này vốn là lấy phong hào của hắn mệnh danh. Hoán Vân Tiên Vương vô cùng mạnh mẽ, chính là tồn tại tầng 3, ở trên tiên lộ có thể xưng là cường giả vô thượng. Có điều, có người nói vị tiên vương này hiện nay không ở trong thành, cụ thể đi nơi nào, không có ai biết, cũng không người nào dám hỏi, ngược lại cũng không người nào dám quấy rối là được rồi, bằng không một vị tiên vương tức giận, vậy không phải đang tìm cái chết sao. Bốn người lang hàn vào thành, tìm hiểu tình huống trước mắt một chút. Các người có biết, hoán vân đại nhân đi nơi nào không? Trong tử lâu, thời khắc đều có người bàn luận trên trời dưới biển, chỉ điểm giang sơn, có lúc còn có thể tiết lộ một ít bí mật chân chính. Chúng ta làm sao có khả năng biết, phải, hoán vân đại nhân đi nơi nào, chẳng lẽ còn phải nói với chúng ta sao? Tên tử khách kia cười ha ha, ta nói cho các người biết, ta có thân thích là bà con xa của tiểu đồ đệ của Hoán Vân Tiên Vương, hắn chính mồm nói với ta, lần này Hoán Vân Đại Nhân là cùng người đánh trận. Cái gì, Hoán Vân Đại Nhân mạnh mẽ như vậy, còn có người dám đối địch với hắn? Có người không tin, phải, người nhất định là đang lừa mọi người, hoàn toàn không có cách nào để người ta tin tưởng, tử khách kia lời thề son sắt, vỗ ngực nói ta có thể dùng tính mạng bảo đảm nói đều là thật. Vậy ngươi nói một chút, hoán vân đại nhân đánh với ai? Cái này ta không biết, từ khách kia lắc đầu, cát, tất cả mọi người lắc đầu, đây căn bản không thực, ngay lập tức sẽ lòi đuôi. Thật sự, từ khách kia vội vàng nói, tuy ta không biết hoán vân đại nhân đánh với ai, nhưng có người nói thích viễn đại nhân thầm nói qua một câu, kia dính đến phương pháp rời tiên lộ. Trường 2736, chuộc người, Lăng Hàn có hứng thú, vỉnh tai lắng nghe, những người khác lại hoàn toàn không có hứng thú dồn dập khít mũi coi thường đối với những người bình thường bọn họ mà nói cái thành phố này chính là toàn bộ của bọn họ lại xa cũng nhiều lắm là đi ra mấy trăm dặm hơn nữa bọn họ cũng không thể thành tựu tiên vương chờ ở trên tiên lộ hay là nơi thân với tiên vực với bọn họ mà nói hoàn toàn không có khác biệt từ khách kia thấy thế không khỏi yên lặng vốn tưởng rằng nắm giữ một bí mật lớn có thể thổi tới mấy năm lăng hàn hồi tưởng lại thời điểm mới vừa vào tiên lộ có người nói Tiên Vương của nơi này cũng sẽ tận lực ở địa phương gần khu vực trung tâm, vì chính là cướp giật bảo tàng trong đó. Hiện tại suy nghĩ, cái gọi là bảo tàng này kỳ thực chính là cơ hội rời tiên lộ sao? Khôi cũng nghĩ ra biện pháp Thâu Thiên Hoán Nhật, muốn rời khỏi nơi này, không có đạo lý đường đường tiên vương lại cam tâm bị vĩnh viễn bao vây. Tiên lộ đối với người bình thường mà nói cực kỳ to lớn, nhưng đối với tiên vương mà nói, cái này là cái lao tù lớn một chút. Lăng Hàn khẽ nhíu mày, hắn lưu ý chính là nếu như thời cơ mà những tiên vương này muốn tranh cướp vừa vặn xung đột với tiên chủng hoàn mỹ thì sao? Từ từ lâu đi ra, hắn lại tìm người hỏi, biết được hoán vân thành cách trung tâm tiên lộ rất gần, lấy cước trình của thăng nguyên cảnh, khoảng 300 năm là tới, đổi thành những chuẩn tiên vương như bọn họ, thời gian khẳng định ngắn hơn nhiều lắm. Nhưng khu vực trung tâm của tiên lộ không phải dễ tiến vào như vậy, có tiên thú mạnh mẽ tỏa chấn, ngay cả những tiên vương kia cũng không dám dễ dàng đặt chân, hết sức kiêng kỵ. Bọn người lăng hàn ra khỏi thành, thời điểm vừa đến cửa thành, đã thấy có người dán bố cáo ở trên tường, mới đầu Lăng Hàn không có chú ý, nhưng ánh mắt quét qua, hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này như bố cáo truy nã, phía trên vẽ khuôn mặt một người. Nếu như đúng là đang truy nã đạo tặc tội ác tài trời gì, vậy Lăng Hàn xem qua cũng coi như thôi, nhưng thiên chốt là, hắn nhận ra khuôn mặt này. Nghiêm tiên lộ, lẽ nào người này kết thù với Hoán Vân Tiên Vương, nhưng Hoán Vân Tiên Vương đã rời khỏi nơi này, ai còn bắt được Nghiêm tiên lộ. Hắn là đế giả, lại đạt đến thăng nguyên đỉnh cao, không phải tiên vương làm sao chấn được hắn. Lăng Hàn nhìn sang tấm bố cáo kia, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Phía trên nói, nghiêm tiên lộ rơi vào trong tay người nào đó, muốn Lăng Hàn đi tới một chỗ trục người, cho một trăm năm kỳ hạn, mà từ thời gian để tính, đã qua bảy mươi năm. Lăng Hàn bắt người dán bố cáo, kia chỉ là tiểu nhân vật vừa bước vào tinh thần cảnh, hắn nói có người cho hắn một khối tinh thạch, muốn hắn ở trong thành khắp nơi dán bố cáo như vậy người kia ở đâu lăng hàn hỏi biết đối phương chỉ là tiểu nhân vật căn bản cái gì cũng sẽ không biết ở ở tường vân khách sạn cảm ứng được sát khí của lăng hàn tiểu nhân vật kia sợ đến cả người run cầm cập lăng hàn gật đầu hỏi rõ nơi của tường vân khách sạn trực tiếp giết tới ba nữ cũng thịnh nộ lại dám bắt bằng hiếu của lăng hàn đến uy hiếp hắn là ai gan to bằng trời như vậy thế nhưng đã có ý nhằm vào lăng hàn vậy hẳn không thể không biết lăng hàn mạnh mẽ tất nhiên có cảm bẫy đáng sợ đang đợi lăng hàn. bọn họ rất nhanh đi tới tường vân khách sạn, lăng hàn đến thẳng một gian phòng khách, gõ cửa. ai? rất nhanh có người mở cửa phòng ra, đi ra một người đàn ông trung niên, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn tràn ngập nghi hoặc. lăng hàn khẽ mỉm cười. ngươi không quen biết ta sao? ngươi là ai a? À? nam tử trung niên nói, trong ánh mắt lộ ra cảnh giới. người này tu vi chỉ là chảm trần, yếu đến đáng thương. lăng hàn hơi nhướng mày xem ra cái này cũng là chân chạy hắn đẩy cửa vào người kia căn bản không thể ngăn cản nhưng khi hắn thấy ba người nữ hoàng mắt không khỏi đăm đăm nhất thời nói không ra lời lang hàn rất tùy ý ngồi xuống là ai bảo ngươi đi dán bố cáo nam tử trung niên cả kinh vội vàng nói đại nhân cái này không có quan hệ gì với ta chỉ là có vị đại nhân để ta làm như vậy hắn thực lực mạnh mẽ ta không thể không làm người này nói hoán vân thành không phải là địa phương thứ nhất hắn đến mà là thứ ba chỉ là chạy đi liền bỏ ra mười mấy năm thời gian, nếu không phải người sai hắn làm việc còn cung cấp tọa giá, hắn tiêu tốn thì gian còn dài hơn. Lăng Hàn trầm ngâm, hắc thủ giật dây để người này khắp nơi phân tán sự tình nghiêm tiên lộ bị tóm, phỏng trừng thuê còn không chỉ một người, mới có thể dán bố cáo ở mỗi thành thị, tăng cường khả năng để Lăng Hàn biết. Người sai ngươi làm việc, người có nhớ dáng vẻ của hắn không? Lăng Hàn hỏi, ta có đoạn ký ức bị xóa đi, hoàn toàn không rõ ràng. Nam tử trung niên nói, có chút kinh hoàng, như sợ Lang Hàn không hài lòng, lấy tính mạng của hắn. Lang Hàn cười gằn, người giật dây này còn sợ hắn biết thân phận thực sự. Rốt cuộc là người nào, Người định làm gì?" Nữ hoàng hỏi, "Tự nhiên là đến nơi ước hẹn." Lang Hàn nói, "Thứ nhất Nghiêm Tiên Lộ là tiểu đệ của hắn, vẫn đang giúp hắn làm việc, tuy hiện tại tình thế có biến, đồng minh hầu như không có công dụng, nhưng nhân tình vẫn còn. Thứ hai, hắn cũng muốn biết là ai nhằm vào mình. Người muốn giết ta không ít." nhưng có năng lực làm được lại không nhiều lang hàn thầm nghĩ thăng nguyên cảnh hẳn là không có người động được ta vì lẽ đó đối phương nhất định là đột phá ở trên tiên lộ mới sẽ buộc ta xuất hiện nhân lúc ta vẫn không có trở thành tiên vương giết chết ta thế nhưng thăng nguyên cảnh như vậy có vẻ như cũng không ít nữ hoàng nhắc nhở xác thực không ít có thật nhiều tiên vương muốn nịnh nọt phong tình cửu ngũ thiên tôn lệnh môn đồ của bọn họ ở trên tiên lộ đánh lén Lăng hàn cũng không phải là chuyện kỳ quái Hiện tại đã qua hơn 8.000 năm, nên thành tựu tiên vương tự nhiên cũng gần như đột phá, vì lẽ đó bắt đầu đặt bẫy cho lang Hàn đặt bẫy. Ngược lại, nhân tài trí hướng rộng lớn sẽ chậm chạp không có đột phá, mục đích tự nhiên là vì tiên chủng hoàn hảo cuối cùng, này quan hệ đến có thể thành tựu thiên tôn hay không. Xem ra, đối phương tựa hồ rất có nắm chắc, lang Hàn nói, rêu rao ra bố cáo như thế, gần như là báo cho thiên hạ, nếu như để hắn dễ dàng cứu người ra, vậy còn gì là mặt mũi chương 2737, khốn hổ cốc. Người định làm gì? Nữ hoàng hỏi, giết, hổ nữ ở một bên kêu lên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, lần này ta một người đi, các người đều chờ ta ở bên ngoài, chỉ ta một người, tiến thối đều như thường. Có điều, các người cũng phải cẩn thận, có khi đây mới là một cái bẫy, mục đích chủ yếu là ở trên người các ngươi. Các nàng nữ hoàng đều gật đầu, nhu yêu nữ nói. Nếu như thật gặp được nguy hiểm, ta liền lập tức đột phá nàng là đế giả một khi đột phá tiên vương ở trong tiên vương mới lên cấp tuyệt đối là số một số hai cũng chỉ đế tinh mới có thể áp chế được chúng ta trước tiên xuất phát đến gần địa phương lại phân công nhau hành động bọn họ rời hoán vân thành trước đã hiểu rõ địa phương nghiêm tiên lộ bị bắt bởi vậy bọn họ một đường đến thẳng chỗ cần đến địa phương kỳ thực rất xa bọn họ đi hơn hai tháng lúc này mới tiếp cận địa điểm kia địa phương muốn lang hàn đi chuộc người chính là một hẻm núi tên là khốn hổ cốc, nghe tên liền biết rồi, chỗ này tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Khốn hổ cốc là một sơn cốc hẹp dài, hai bên vách núi cao tới vạn trượt, hiểm trở, đột một, hơn nữa sắc bén, thật giống như hai lưỡi dao. Từ xa nhìn lại, trên vách núi quấn quanh mây mù màu đen, thật giống như một quỷ sơn. Được rồi, các người trước tiên tìm một nơi trốn đi. Lăng Hàn nói, ba người nữ hoàng cùng một chỗ rời đi, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, nhanh chân bước về phía khốn hổ cốc. Hắn hết sức tò mò, đến tột cùng là ai ở hậu trường bày ra? Đông Phương Duệ, Huyền Vinh, Ngự Vô Địch hay là A Miêu A Cẩu nào? Hắn không có che giấu hành tung, liền thoải mái đi vào sơn cốc như vậy, nhưng tinh khí thần đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra một đòn tuyệt mạnh. Một chút thời gian sau, hắn đi tới lối vào hẻm núi. Từ nơi này xem, toàn bộ hẻm núi thật giống như quái thú, đang mở ra một miệng rộng rậm rạp, muốn thôn vệ hắn. Nơi này địa thế hiểm yếu, hai bên đều là đỉnh núi hẻm núi vừa nhỏ vừa dài rộng chỉ ba trượng cực kỳ thích hợp phục kích lang hàn đưa tay ra ngưng tụ thành nắm đấm nhắm đỉnh núi đánh tới oanh trên vách núi phát ra một tiếng vang trầm thấp có đá vụn hạ xuống nhưng bản thân ngọn núi không có chịu đến phá hoại mảy may thật kiên cố Lăng hàn hơi có vẻ kinh ngạc tuy cú đấm này hắn không hề sử dụng toàn lực nhưng lực lượng cũng không kém lại không có thể phá hoại ngọn núi mảy may đủ để chứng minh ngọn núi kiên cố cỡ nào Chẳng trách muốn thiết hạ cảm bẫy cho hắn ở chỗ này, rõ ràng là muốn cho hắn có vào không ra. Hai đầu lấp kín, lại thêm phong tỏa bầu trời, không cần mấy người liền có thể bắt ba ba trong giỏ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là mỗi người phải đạt đến thậm chí vượt qua thực lực của Lăng Hàn, bằng không sẽ bị Lăng Hàn một lưới bắt hết. Có điều, nghiêm tiên lộ có phải là thật bị tóm hay không? Lăng Hàn trầm tư, lấy thực lực đế giả của nghiêm tiên lộ, qua nhiều năm như thế coi như không có được tiên chủng hoàn chỉnh, cũng có thể dựa vào mảnh vỡ không trọn vẹn dung hợp thành một viên hoàn chỉnh. Như vậy, thời điểm hắn gặp phải công kích, sẽ có một tấm bảo mệnh bài. Đột phá tiên vương, một khi thành tựu tiên vương, như vậy cho dù thực lực có khoảng cách, nhưng tiên vương muốn đi thật đúng là không có cách nào ngăn được, trừ khi tranh lệch cảnh giới quá to lớn, tỉ như tầng 4 đối với tầng 1. Vì lẽ đó tiên vương phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng muốn giết tiên vương, khó. Tiên vương mạnh nhất trên tiên lộ chỉ là tầng 3, mà tiên vương như vậy cùng lăng hàn lại không cừu không oán, sao sẽ lợi dụng nghiêm tiên lộ đến bố cục hại hắn. Ta có phải là có chút ngốc, biết rõ toàn bộ sự tình đều là cảm bẫy, nhưng còn muốn chủ động nhảy vào không? Lăng hàn một bên đi một bên thầm nói, khóe miệng hắn nở nụ cười. Hắn rất khó chịu bị người nhầm vào ở sau lưng, phóng tên bắn lén, vì lẽ đó lần này đối phương nhất định sẽ hiện thân, hắn muốn nhìn một chút, cái này đến tột cùng là ai? Có cơ hội liền giết chết con dẹp này, bị người nhìn chằm chằm phía sau lưng là rất khó chịu. Hắn nhanh chân đi tới, dám tự tin như thế đương nhiên là có đạo lý của hắn. Khốn hổ cốc âm u, không nghe thấy chim kêu, cũng không nghe thấy mãnh thú ngâm, nơi này yên tĩnh như một hố ma. Hắn đi một đoạn đường, phát hiện phía trước dựng thẳng một cọc gỗ, chiều cao 10 trượng, trên đỉnh buông xuống dây thừng, đang treo một người. Người này tóc tai bù xù, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra là nam nhân, nhưng dáng dấp cụ thể là một chút cũng không phân ra được nghiêm tiên lộ lang hàn lớn tiếng nói nghiêm huynh nghiêm huynh người kia tứ chi ủ rủ đầu buông đến ngực không có một chút xíu động tính, cũng không biết là trọng thương ngất xỉu hay đã ngỏm rồi lang hàn đi tới dưới cọc gỗ ngẩng đầu lên nói nghiêm huynh ta tới cứu ngươi xèo hắn đột nhiên vung tay lên một đạo hàn quang bắn ra bắn nhanh về phía nghiêm tiên lộ đây là tiên ma kiếm mà mục tiêu mũi kiếm nhắm không phải dây thừng trên đầu người kia mà là đến thẳng thức hải của hắn một kiếm này, nhanh đến mức kinh người, bị Lăng Hàn dùng tới quy tắc không gian, lại thêm năng lực đặc thù của bản thân tiên ma kiếm, trực tiếp cắt ra không gian, nhắm ngay chán của người kia. Vù, ngay trong nháy mắt này, người sắp chết kia lập tức sống trở về, cả người tỏa ra khí thức mạnh mẽ, cấp bậc tiên vương, có thể rung động rơi xuống ngôi sao. Nhưng mà, sức chiến đấu của Lăng Hàn có thể so sánh tiên vương, lại thêm thể thuật bạo phát, hơn nữa, tiên ma kiếm cũng mạnh mẽ hơn tiên binh bình thường, xúc tích ra năng lực đặc biệt. Ngược lại, trước đó tên tiên vương kia hoàn toàn phong bế khí tức, làm bộ người sắp chết, hiện tại tuy phát huy, nhưng cần có một quá trình bạo phát. Cái này kịp sao? Phốc, tiên ma kiếm trực tiếp thông suốt chán của tên tiên vương kia, cho đến khi chui kiếm đụng vào đỉnh đầu mới thôi, lúc này mới ngừng lại. Nhất thời, thiên địa đau buồn, đầy trời mưa máu bay tán loạn, đang tiếc hận một tên tiên vương chết đi. Nói thật, tên tiên vương này chết thực quá oan, một chiêu chưa ra, thậm chí ngay cả mặt cũng không có lộ liền bị thuấn sát, Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lang Hàn đưa tay, xèo, tiên ma kiếm nhất thời bay ngược trở về, một lần nữa lọt vào trong tay hắn. Ha ha, ta liền nói tiểu tặc này cực kỳ giảo hoạt, xem đi, không thể ám hại được hắn, trái lại bẻ đi lực lượng của chúng ta. Chương 2738, vây công thượng. Có người cười lạnh nói, tuy tựa như ở tự xét, nhưng không hề thương cảm tên Tiên Vương Từ Trần kia, thật giống như người xa lạ. Lang Hàn nhíu mày, ngự vô địch, không sai, là ta. Ngự vô địch chắp hai tay sau lưng, từ phía trên hẻm núi chậm rãi đi xuống. Hiện tại hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới tiên vương, màu sắc đặc biệt trên người cực kỳ chói mắt, tỏa ra uy thế đặc hữu của tiên vương, khiến người ta nín hơi, khiến người ta run rẩy. Lăng Hàn gật gù, ta đã nghĩ, sẽ vô liêm sỉ như vậy, bố trí cái chồng này, người khẳng định là một người trong đó. Ngự vô địch không phẫn nộ chút nào, hắn đã lĩnh giáo qua miệng lưới của Lăng Hàn lợi hại, tự nhiên biết không có thể biện luận cùng Lăng Hàn, bằng không nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn cười nhạt, đây chính là di ngôn của ngươi. Lăng Hàn theo dõi hắn, không tệ, thực lực có tiến bộ, đáng tiếc, vẫn rất yếu. Hai tay của ngự vô địch không khỏi run lên, mắt phun ra hàn quang. Nếu không phải Lăng Hàn, hắn cần sớm đột phá như thế sao? Mà nếu không có bị Lăng Hàn quấy dày, hắn chỉ ít có thể một hơi sông lên tầng một trung kỳ, vậy sức chiến đấu liền có thể đạt đến tầng hai trung kỳ. Nhưng bây giờ thì sao, tuy hắn xem như vững chắc tiên vương cảnh, nhưng sức chiến đấu chỉ đạt đến tầng một đỉnh cao, cái này cùng tư chất đế tinh của hắn căn bản không hợp. Bị Lăng Hàn chạm vào chỗ đau, hắn tự nhiên đại hận. Vận may của ngươi dừng ở đây a, à, tiếp đó, ta sẽ để ngươi trả giá thê thảm, hối hận vì sinh ra ở trên thế giới này. Ngự vô địch uy nghiêm đáng sợ nói, nói còn hay hơn hát, Lăng Hàn phẩy phẩy tay, có chiêu gì liền dùng ra đi, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta hắn thì tương đương với một tên tiên vương tiên vương muốn giết tiên vương không có ưu thế ba tầng thì làm sao đạt được lăng hàn lại không ngốc biết rõ không địch lại còn tử chiến không lùi đã sớm nói không nên phiền toái như vậy chỉ cần tiểu tử này vừa vào hẻm núi liền lập tức phát động vây công lại có thanh âm vang lên tiên vương thứ hai xuất hiện trên người hắn quấn quanh một đạo màu sắc đặc biệt khí thế kinh người lăng hàn nhìn sang không khỏi nở nụ cười hóa ra là ngươi a à, làm sao Lúc trước chạy mất dép, hiện tại làm sao dám trở về Trước thương bắc tiên vương liên hợp sáu tên tiên vương đến đánh lén Lăng Hàn Nhưng ngược lại bị Lăng Hàn giết chết thương bắc tiên vương, dọa đi sáu đại tiên vương Mà tên tiên vương này chính là một trong sáu tiên vương bị dọa sợ kia Lăng Hàn cao giọng cười to, nếu đến một cái, còn lại hẳn đều có mặt A à? Hừ, trong tiếng cười gần, lại có bốn tên tiên vương xuất hiện Hai tên trước mặt, hai tên ở phía sau, như vậy Sáu tên tiên vương phân biệt phong tỏa cả ba phương hướng, mà hai bên đều là núi đá, phía dưới cũng giống như thế, ngay cả lực lượng tiên vương to lớn cũng không thể phá hoại, tương đương với nói, Lăng Hàn là chân chính bị nhốt rồi. Trước nói, tiên vương khó giết tiên vương, vậy cũng có điều kiện trước tiên, một khi số lượng cách xa, hơn nữa còn bị vây nhốt, vậy tiên vương bị đánh giết cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như tên tiên vương thứ nhất không có bị Lăng Hàn đánh giết, vậy tổng cộng sẽ có 7 tên tiên vương. Lăng Hàn mỉm cười, các ngươi vẫn không có ăn đủ giáo huấn sao? Năm tên tiên vương đều lộ ra vẻ kiêng rè, trước thương bắc tiên vương bị lăng hàn một kiếm quăng giết, hiện tại cũng như thế, tiên binh chịu uy thực quá khủng bố, tiên vương tầng một hầu như không cách nào đối kháng, chỉ có phần chạy trốn. Ngự vô địch cười gần, hắn lấy ra tiên côn tử kim. Đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi mới nắm giữ tiên khí. Chỉ cần hắn chính diện kiềm chế lăng hàn, để tiên ma kiếm không cách nào phát huy, vậy năm đại tiên vương còn lại liền có thể toàn lực làm, chém đầu của lăng hàn xuống nếu không phải có một tên tiên vương muốn ám hại lăng hàn cũng không đến nỗi một chiêu không phát liền bị lăng hàn chém xem như là tự thực ác quả chủ yếu là trước bị hung uy của lăng hàn dọa sợ cho dù biết ngự vô địch có tiên khí cũng không quá yên tâm dù sao vẫn phải bảo hiểm một chút động tàn nhiệm, kết quả ngược lại tốt bỏ lỡ tính mạng của mình lăng hàn lắc đầu một cái ta vốn tưởng rằng cái cảm bẫy này đáng sợ dường nào kết quả chỉ là sáu người các ngươi ai lãng phí tình cảm của ta Lăng Hàn, sức lực của ngươi đến tột cùng từ đâu đến? Ngự vô địch hừ nói, nếu tiến vào cạm bẫy này, vậy Lăng Hàn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lăng Hàn nhìn lại những tiên vương khác, tiên binh chỉ có một, các ngươi phân được sao? Lúc trước bọn họ sẽ bị thương bắc tiên vương mời ra, chính là bởi vì muốn có được tiên binh. Một tên tiên vương mở miệng, ngữ khí trầm thấp, chúng ta cảm thấy rất hứng thú với công pháp ngươi tu luyện, nếu như ngươi sẵn lòng để chúng ta lật xem thần hồn một chút, ngược lại cũng không cần phải giết ngươi. Đối với điều kiện này, Ngự vô địch cũng không ngăn cản. Bởi vì lật xem thần hồn, tương đương với lăng hàn giao tính mạng ra, người ta muốn phá diệt thần hồn của hắn chính là sự tình nhất nhiệm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bị lừa, hắn cười nhạt. Ta không có hứng thú với đề nghị của các ngươi, không bằng ta giết chết toàn bộ các ngươi được không? Nói chuyện viển vông, mấy đại tiên vương đều quát lạnh, Ngự vô địch liền nói, không nên phí lời với hắn, người như thế chính là ngu xuẩn mất khôn, không thấy quan tài không nhỏ lệ động thủ đi, sáu đại tiên vương đều lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, một thăng nguyên cảnh, chuẩn tiên vương có thể mạnh mẽ như vậy, cái này quá không bình thường. Công pháp đối phương tu luyện tất nhiên kinh thiên động địa, bọn họ quá muốn có. Lăng Hàn mỉm cười, ung um dung không vội, trải qua một trận chiến ở trong cơ thể khôi, hiểm khó như vậy cũng vượt qua, hắn còn sợ sáu đại tiên vương ở trước mặt này. Đáng tiếc những người này cũng không biết, trừ khi trở thành chúa tể của một vùng thế giới, bằng không coi như nắm giữ mô hình của ngõ lý cũng vô dụng, làm sao cũng phải là tiên vương tầng 9 mới có tư cách đi đụng vào. Vì lẽ đó, coi như Lăng Hàn chịu giao mô hình của Ngõa Lý ra, những người này cũng không học được. Lùi vạn bước mà nói, cho dù truyền cho tiên vương tầng 9, chân chính có thể vận dụng cũng chỉ vạn không còn một, kia là có thể làm cho người bước vào thiên tôn. Cái này nói cũng vô dụng, đám người ngự vô địch tin sao? Còn nữa, Lăng Hàn cũng không muốn nói cho bọn họ biết bí mật như vậy. Chương 2739, Vây công hạ vậy thì đến đánh đi lang hàn cua cua tiên ma kiếm lại uống máu một tên tiên vương để thanh tiên binh này tỏa ra ánh sáng yêu dị trên thân kiếm có màu sắc đặc biệt cực kỳ quái lạ hắn cảm ứng một hồi không khỏi kinh ngạc đây là tiên vương tinh huyết hắn không biết luyện hóa bao nhiêu tinh huyết tổ vương chuyện này đương nhiên sẽ không xa lạ cũng vì như thế hắn mới sẽ kỳ quái rõ ràng một kiếm đóng ở trên trán của tên tiên vương kia làm sao sẽ dính vào tinh huyết phải biết tinh huyết là chứa đựng ở trong tim lẽ nào tiên ma kiếm còn có công năng chủ động lấy ra tinh huyết trước đây làm sao sẽ không có phát hiện nhỉ hắn nhìn kỹ kỳ thực tiên ma kiếm đang thôn phệ tiên vương tinh huyết huyết dịch lưu động đang chậm rãi trở nên ảm đạm vật chất tinh hoa ở trong đó bị hấp thu mà tương ứng thanh tiên kiếm này tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng bá đạo lạnh lẽo âm trầm kiếm hung khí uống máu dẫn sát trước đây không có phát hiện chức năng này là bởi vì chém xuống đối thủ căn bản không phải cấp bậc tiên vương loại huyết dịch này tiên ma kiếm căn bản khinh thường uống. Chết, ngự vô địch trước tiên vào tới, đánh đầu, muốn ép lăng hàn thành cặn bã. Một côn này nện xuống, thật giống như toàn bộ đất trời đều sụp đổ, không gian đổ nát, hóa thành từng vòng xoáy màu đen. Đây chính là sức chiến đấu của tầng một đỉnh cao, lúc này sinh mệnh lũy thừa của ngự vô địch chỉ ít 5.400 điểm, sức chiến đấu càng muốn vượt qua một ít, côn uy hiển hách, không thể chống đối. Lăng Hàn muốn thử xem lực lượng của đối phương, tiên ma kiếm dương lên, chém tới ngự vô địch. Oanh, hai tiên binh va chạm, nhất thời bùng nổ ra tia sáng chói mắt, không phải tiên vương ngay cả tư cách mở mắt cũng không có, mà càng thêm đáng sợ chính là hai tiên binh tản mát ra hung uy, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng mồ hôi lạnh chảy dòng. Tiên côn tử kim là cái gì? Tiên vương tầng 9 luyện chế ra bảo khí, cho dù lúc trước ngự hư tiên vương vẫn không có tiến vào cấp bậc tiên vương mạnh nhất, nhưng cảnh giới của hắn đặt ở đó, một đầu ngón tay của tiên vương tầng 9 liền có thể ép chết tiên vương tầng 1, Uy của tiên khí này đương nhiên khủng bố. Tiên ma kiếm không có chỗ dựa như vậy, nhưng cấp độ của phế kim thiết cao hơn, nó tương lai có thể trở thành vật liệu cấp thiên tôn, trước lại luyện hóa mấy khối tiên kim, càng ra sức uống máu tiên vương, sát khí tự nhiên kinh thiên động địa. Nếu như lúc trước Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm chém những tổ vương dị vực kia, hiện tại tiên ma kiếm khẳng định càng thêm đáng sợ. Bởi vậy, tiên ma kiếm cùng tiên côn tử kim va chạm, bộc phát ra uy lực có hạn, nhưng sát khí thật đáng sợ tuyệt không phải tiên vương tầng một có thể chịu đựng. Năm tiên vương khác không khỏi đằng 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 lùi lại, bị tiên binh tản mát ra sát khí ép tới đầu đầy mồ hôi lạnh, sức chiến đấu giảm hơn một nửa. Nếu tiên binh không đáng sợ như thế, vậy tiên vương cần gì phải truy cầu? Oanh, Lăng Hàn bị chấn lui trở lại, chỉ cảm thấy xương cánh tay thật giống như bị đánh nát, mất cảm giác, hầu như nâng cũng nâng không lên. Về mặt lực lượng, xác thực ngữ vô địch càng mạnh hơn, dù sao người ta là tiên vương chân chính, hơn nữa còn là đế tinh, nếu như không ở mặt lực lượng chiếm thượng phong ngược lại kỳ quái lăng hàn phất tay nhất thời khí huyết phun trào phát ra thanh âm như long ngâm trong nháy mắt liền khôi phục lại thể phách của hắn cũng không phải ngồi không các ngươi lo lắng cái gì muốn không làm mà hưởng sao ngự vô địch tức giận hắn cùng năm tiên vương này liên thủ chính là vì nhằm vào lăng hàn nhưng hiện tại bọn họ lại ở một bên xem cuộc vui đây là cái đạo lý gì bị ngự vô địch khiển trách như thế năm tiên vương đều có nỗi khổ không nói được các ngươi đều có tiên binh tự nhiên có thể trung hòa tiên binh tản mát ra sát khí nhưng bọn họ thì sao nếu như lúc trước bọn họ có tiên binh sẽ có khả năng bị lăng hàn bước đi sao vốn tưởng rằng chỉ cần ngự vô địch phát huy trung hòa đi tiên binh trong tay lăng hàn bọn họ liền có thể nhân cơ hội ra tay lấy mạng của lăng hàn nhưng tuyệt đối không ngờ hai tiên binh oanh kích sản sinh gợn sóng càng đáng sợ như thế để bọn họ ngay cả tư cách áp sát cũng không có bọn họ dồn dập lui về phía sau sau đó ra tay, rầm rầm rầm, từng bàn tay lớn ngập trời xuất hiện, đập về phía Lăng Hàn. Ngự vô địch suýt chút nữa tức chết, các người cách xa như vậy đánh có ích lợi gì? Phải biết thể phách của Lăng Hàn cực kỳ kinh người, nhất định phải lấy phương thức cận chiến liên tục cho đòn nghiêm trọng, như vậy mới có thể gây tổn thương đến hắn. Cách xa như vậy, các người gãi ngứa cho hắn sao? Lăng Hàn cười ha ha, thân hình giết ra, căn bản không để ý đến công kích của năm tiên vương này, triển khai đánh mạnh về phía ngự vô địch thể phách của hắn vô hạn tiếp cận tiên vương, tương đương với một tiên vương cấp thấp đang toàn lực phòng ngự, hơn nữa là trước sau như vậy, năm tiên vương tấn công từ xa đối với hắn mà nói chính là gãi ngứa mà thôi, hoàn toàn có thể không nhìn. Oanh oanh oanh, tuy hắn bị nổ đến thân hình không ngừng nghiêng ngã, nhưng không hề tổn thương mà giết ra, một kiếm cắt về phía ngự vô địch. So sánh với đó, tuy sức chiến đấu của những con sâu kia nhỏ yếu nhiều lắm, nhưng thứ nhất số lượng bọn chúng quá nhiều, thứ hai trùng độc có thể cắt giảm lực công kích, lực phòng ngự của hắn, uy hiếp kỳ thực cao hơn 6 đại tiên vương này liên thủ. Ngự vô địch hừ một tiếng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có tâm tình, không có thời gian đi tính toán với năm tiên vương kia. Hắn có tự tin mãnh liệt, đã vững chắc tiên vương cảnh, lẽ nào hắn còn chấn áp không được lăng hàn. Ngự vô địch múa tiên côn tử kim, cùng lăng hàn cứng đối cứng, cảnh giới của hắn cao hơn, còn có thể sợ lăng hàn sao. Âm, um, âm, um, âm, um, hai người chiêu nào chiêu nấy đều liều mạng, tiên binh va chạm phát ra chấn động thiên địa nổ vang, mà sát khí từ trong tiên binh tuôn ra, đều hóa thành thực chất, tiên ma kiếm màu đen, tiên côn tử kim màu tím, như hai mảnh hải dương đang đối đầu. Có thượng cổ kỳ thú từ trong sát khí bốc lên, tấn công về phía đối phương, cái này không phải công kích thực thể, mà là tinh thần xung kích, có thể để cho thần hồn của võ giả dao động. Có điều, hai người đều là đế tinh, càng là tay cầm tiên binh, tự nhiên không sợ sát khí như vậy xung kích, nhưng năm tiên vương liền không giống, bọn họ đều tâm thần dao động không thể không lùi càng xa hơn